Bữa nay nó bị sao mình không thông báo chị? Thông báo cho mọi người. Rồi em phát lên, nó ten lên bên cái máy phụ của em. Mà bây giờ nó cũng không ten luôn á mấy chị. Thông báo cho mọi người chưa luôn. Nãy mà chưa ten luôn. Cho chị một cục đen, em cho chị một cục đen. Rồi cả nhà mình ơi, giờ sao ta? Em ơi, sao gì dính con ngắt vậy? Cái đứa để sạc cái đứa hèm vậy. Mấy chị ơi, giờ sao ta? Nó chưa thông báo luôn mấy chị. Thôi cả nhà mình ơi, chia sẻ giùm em đi mọi người. Giờ nó không thông báo, em bó tay luôn á. Giờ cả nhà mình chia sẻ giùm em với mọi người ơi. Rồi cả nhà mình vào rồi thì chấm bài chia sẻ nha. Chia sẻ để em bán hàng vẻ đẹp cho cả nhà này. Bơm này mấy chị, buồn quá à. Ngày nào cũng có bơm luôn á mấy chị. Hồi chiều rất là lưu bơm chưa bay? Biết à, cũng coi thử. Chết rồi, bữa nay like nó không thông báo. Bây giờ mới thông báo, mà mới thông báo bên trang sớm Hồng Thái à. Còn ở bên trang Facebook của chị là nó không thông báo. Hả? Ý là bên trang Facebook nó chưa thông báo tin nhắn là, đang phát tiếp bên đây mà. Bên Hồng Thái. Bên trang Facebook này. Rồi bây giờ mọi người ơi, chia sẻ giùm em mọi người nha. Chia sẻ giùm em với. Chia sẻ em cắt bơm cho mấy chị mình nha. Chị em nào chia sẻ livestream thì mình mua hàng sale bơm này mọi người ơi. Rồi, trời ơi, bơm mấy bộ bò luôn. Cái đơn hàng này là của ai ta? Bơm mấy bộ bò luôn á cả nhà em ơi. Trời ơi, cái bột bơm này chắc nhiều á, nhiều tiền á. Út công công. Út công công. Út công công. Rồi bây giờ sao ta? Không lên view nổi luôn á chị đẹp. Mấy chị đẹp xe like giùm em đi mọi người ơi. 3 lần về trang cá nhân giùm em nha. 3 lần về trang cá nhân cho view lên rồi mình like. Nghe mọi người, em cắt bắt lên thấy quần ngố luôn. Thiệt là cái quần ngố này không có hàng bán luôn. Nè cả nhà. Bơm. Thiệt tình. Rồi chia sẻ giùm em đi ạ. Đẩy view giùm em, chia sẻ đẩy view nha. 3 lần về trang cá nhân để view lên à, 3 lần mà trang cá nhân. Nhanh tay đi em khui bơm, em cắt bơm, em tặng gì cho mình nè. Chia sẻ lên giùm em đi mọi người của em ơi. Để cho view nó lên giùm em với cả nhà ha. Chia sẻ để cái lượt view lên giùm em đi mọi người ha. Để view lên giùm em xíu đi mấy chị. Lên là lên là lên là lên. Lên đi cả nhà ơi. Lên 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 đi mọi người. Mấy chị đẹp ơi, xe like lên nha mọi người. Xe like tim lên giùm em với. Đó, view lên rồi đó cả nhà mình ơi. Cả nhà mình ơi. Rồi mấy chị ơi, bây giờ nha như thế này. Cái đôi dép này, hồi trưa chị nói em là cái đôi này là bỏ cho ai mà. Hả? 39 nè, hồi trưa là kêu cầm cái view lên. Cầm cái view lên đi bỏ rồi, cầm cái view lên là dép đây sao? Rồi, xe livestream mọi người, đẩy cái view lên giùm em nha. 3 lần về trang cá nhân giùm em. Cái túi nó còn mấy cái, xe cho người ta luôn nè. Xe live lên đi mấy chị, túi nó còn mấy cái nè. Xe livestream lên rồi em tặng cho cả nhà mình luôn nha. Xe live lên đi mọi người, hàng bơm nè. Nhanh tay giùm em với nha, cả nhà yêu. Xe livestream đẩy view 3 lần về trang cá nhân. Còn mấy túi này em chuẩn bị em tặng cho mình luôn. Hết luôn chứ để nó đóng bụi cũng vậy. Rồi, chân dép lên đi em. Kiều sáng tới là lấy cái chỗ lông gà quét mấy cái túi cũng quét bụi không. Rồi đẩy view lên giùm em cho mọi người. Rồi bây giờ em sẽ tặng cho cả nhà mình luôn. Cả nhà mình vào chia sẻ giùm em đi nha. Nguồn ngố 9.000 đồng like. Cả nhà mình share like giùm em với à, không thấy comment luôn nè. Bây giờ cả nhà mình ơi, ai đang vào xem like rồi thì cho em xin một chấm, một lần tương tác, một lần chia sẻ, một lần thả tim, một lần thả like đi mọi người. Em cho em hết luôn cho cả nhà mình luôn với điều kiện là view lên đi mọi người nhé.
để cái lượt view cho nó qua giùm em mức 60 đi mọi người, lại bắt đầu em lên hàng luôn nha, là bắt đầu lên hàng luôn chứ còn view gì mà lên không nổi mấy chị. Rồi nhanh tay giùm em đẩy view lên đi mấy chịu giùm mình ơi, trời ơi xe like đi mấy chị, view gì mà thấp quá, view gì mà thấp quá không like được, đẩy giùm em lên nha, đẩy giùm em lên mức 60 là mình bắt đầu mình like mấy chị. Chứ bao giờ mà em like kim mà muốn cái máy cho xem coi đụng cái cây em. Rồi đẩy view lên giùm em thêm xíu nữa, mấy chị chung tay mình chia sẻ cho em nha. Chị nào mà hiện logo chia sẻ rồi thì em sẽ chốt hàng sale cho cả nhà mình. Chị nào mà không hiện logo chia sẻ là không chốt nha. Rồi bây giờ cả nhà mình ơi, chốt em quần ngố 9.000 thôi nha. Quần ngố 9.000 thôi. Cả nhà mình sẽ like lên đi mọi người. Em ngồi đây từ sớm giờ đợi cả nhà mình đẩy view cao lên để em like thôi. Mà view không lên được luôn. 44 là nó tụt xuống, 43, 42 nó tụt hoài luôn. Bó tay luôn đó mấy bạn. Giờ sao trời, tối nay bị sao vậy mấy bà ơi? Thoát cái vô lại nữa nè ông, hai ba lần rồi. Rồi cả nhà mình ơi, em like nha, chia sẻ cho em nha mọi người, đừng để tụt view nha. Bây giờ bắt đầu like bên mọi người ha. Mọi người nha, buồn dã man, view nó không lên nổi mấy chị. Tự nhiên tối nó bị sao vậy cả nhà. Trời ơi, tôi thấy tôi đẹp gái mà đâu có xấu gái đâu mấy chị. Sao không ai vô cho tôi xin chữ đẹp, đẹp chấm chấm đồ lên. Chia sẻ lên cho mấy anh đẹp trai rồi vô coi cho có view cũng được mấy bà. Chia sẻ lên cho mấy anh đẹp trai vô coi mấy bà ơi. Rồi giả mang con ngang luôn. Rồi em like luôn, chia sẻ nha. Em mở máy lên kiểm tra chị nào chia sẻ mới chốt nè. Không chia sẻ là không chốt làm sale nè. Rồi 9.000 đồng chốt em quần ngố 9.000, chia sẻ mới chốt nha. Quần ngố 9.000 nè, chia sẻ lên nha cả nhà yêu. Rồi ôi má ơi, cáo bi này em thề với cả nhà mình luôn á. Không bao giờ đó view nó tụt xuống nữa đâu. Em không hiểu tối nó bị sao luôn á mấy chị. Không lên view nữa, em đã tụt hoài. Rồi bi vàng giùm em đi, 19.000 đồng bi vàng, ngố 9.000 Mỹ hơn, 19.000 bi vàng giùm em Mỹ hơn, chia sẻ cho em ơi. Rồi cái này chốt giùm em, gấu trắng 19.000, gấu trắng giùm em 19.000, gấu trắng chia sẻ lên giùm em nha chị Mỹ hơn, chia sẻ lên giùm em gấu trắng giùm em. Rồi mã này chị đồng ý chốt em tặng 15.000 caro đỏ, 15.000 đồng mấy chị chia sẻ để đi cao lên giùm em nha. 15.000 giùm em caro đỏ 15. Caro đỏ 15 giùm em. Rồi bộ bò 55kg vừa, lụa giùm em nha. Bò sữa giùm em, bà nào lấy chốt giùm em ạ. 35.000 đồng. 35.000 đồng bộ bò. Bà nào lấy chốt giùm em bò tím 35.000. Bò tím 35. Gấu trắng 15 cho cam nguyên. Ok Mỹ không? Gấu trắng 15 cam nguyên. À, rồi, xe like lên giùm em mọi người nha, xe live stream lên ạ. Bi vàng ai lấy chốt nha. Rồi, 19.000 đồng chốt giùm em mã gấu đen 19. Gấu đen giùm em 19. Xe like lên giùm em mọi người ơi. Chấm lên, chị nào thấy em bấm chị thấy. Bi vàng là chị Tạ Thị Xí. Caro đỏ 15 là chị Kim Ngọc. Áo này tặng 9.000 đồng chốt nhung. Gấu đen cho Mỹ hơn. Rồi, 9.000 đồng chốt em áo nhung 9.000. Áo nhung 9.000 giùm em tại người tới nơi số. Rồi 25.000 đôi giày trắng, 25.000 đồng đôi giày trắng 25. Ba lô nè, trơn 19.000 nha. Còn mấy cái thôi 19.000 chút ba lô bơ. Cái gì trong đây mà nặng mà lấy nha. Rồi 19.000 chút em ba lô đen. Rồi 19.000 chút giùm em mặc ba lô là chữ đen. Còn có vài cái chị nào chia sẻ thì mình chốt nha, chữ đen giùm em. Rồi tương tác lên giùm em mọi người ơi. À, gấu đen chốt ai cho em. Rồi bây giờ còn xanh nè, xanh nhung xanh 9.000 với lại với lại một cái bò sữa. Bò sữa đẹp mà, bò sữa đẹp mà sao mà không chốt vậy, mạng nó giật hay sao mấy má. Rồi 19.000 đồng
chốt giùm em à, mã số 1 19 nha. Gấu đen chị Gia Bảo. Gấu đen là mã số 1 đi, gấu đen cho mã số 1 Gia Bảo đi. Bò tím là chị Hồ Thị Ly. Xe like tương tác nha. À, ba lô chữ đen là chị My Nguyễn. Đợi em một xíu chị Kim Son ơi, đợi em một xíu. Rồi đầm cho bé tặng 25.000. Gia Bảo lên số 25.000 chút đầm nu. Mấy chị, từ mà 80 người mà nó dăng xuống 30 người luôn á. Thiệt luôn á mấy chị, 80 dăng xuống 30 luôn. Em không hiểu sao luôn á mấy chị. Chị Trần Thùy không nghe máy hơn 70.000, ngày mai nghe máy giùm em nha. À, ba lô kèm màu dày trắng 25 chị Trần Thùy mai nghe máy nha. Không nghe máy là bên em không bán nữa luôn á chị. Ba lô kèm màu đầm nu cho Lê Như. Rồi đầm bi nè, 55kg quay đầu tặng 35.000, có mút ngực nha. Chốt đầm bi, bộ em đang mặc 35.000. Rồi quần ngố bơm nè, em tặng 19.000 luôn. Bà nào lấy chút em mặc quần ngố đen 19.000 ngố đen giùm em. Rồi mã này chị nào lấy chốt giùm em 19.000 đồng. Chúc em Thái Hồng 19.000, Thái Hồng 19. Tương tác xe like stream lên mấy chị chấm chấm lên giùm em với ạ. Chấm chấm lên giùm em với. Rồi 25.000 chúc em mã gấu hồng. 25 gấu hồng, quần ngố Mỹ Hân đầm bé hot hồng. 25.000 gấu hồng 25. Chấm chấm lên mấy chị ơi. 25.000 chúc em mặc áo kiểu vàng. Con này hàng xịn nha, boy tip nè. Hàng xịn nha. À, gấu hồng cho Thùy Trang. Gia Bảo có số. Bộ mặt 35.000. Ok, thêm chiều gái. Rồi, 25.000 nha, chốt giùm em. 25.000 chốt giùm em, mã là mã kiểu vàng 25. Kiểu vàng 25, ngố 19 chốt rồi. À, đầm bi chốt cho em. Đầm bi nè, bà đây bị gì đây? Lưu Thị Phan không nghe máy. 77.000, em cho chị mua lại một lần nữa luôn. Mai mà không nghe máy nữa là coi như lên dĩa nha mấy chị. Lên dĩa nha. Đầm bi nè, chốt chị học cách chắc nhận. Ok chị Trần Thùy, bộ mặt 35.000, Thái Hồng chị Trần Thùy. Rồi bộ này chốt giùm em nhanh tay giùm em luôn, đẹp giả mang 35.000. 35.000, 55-57kg bộ đuổi. Bộ này em nhập vốn như 40-50.000 rồi. Kiểu vàng cho Thu Hà 35.000. Rồi bộ bò rêu, hàng bơm em tặng 35.000 luôn. Chốt giùm em mã bò rêu cho áo phong đủ màu lên đi em. 35.000 đồng chốt em bò rêu 35. Mã 19 là mã gì ha em? Rồi bộ lập thể này tặng 30.000 luôn. 55-57-60kg vừa. Ở trên đây không lấy. Ôi bộ lập thể này, mấy cháu ơi, bộ lập thể này tặng 25 đi nha. Quần lửng, bà nào lấy chút em à. Lập thể 25. Dạ, bên Viettel nó đi chứ em đâu có đi đâu chị. Khi nào tới thì nó gọi giao. Vàng là bộ vàng 35.000. Đưa cáo nhung lên chị. Mở 9.000 đồng, chốt giùm em mã tua rua. Ok chị em thấy số. Lập thể chị Nguyễn Yến. Bò riêu cho chị Sơn Sang Sẻ. Rồi chốt giùm em mã 9.000 đồng. 9.000 đồng giùm em nha. Tua rua giùm em 9.000. Bộ vàng 35 chú chị Hồng Hảo. Bò riêu hết rồi. Rồi bộ này 35.000 luôn. Bà nào lấy chốt giùm em 35.000 đồng. Chốt giùm em bò vàng. Hàng bơm em sale chứ không có giá này mọi người ơi. Hàng bơm em sale không có giá này. Rồi chốt giùm em ạ. À, khi nào mà ổn định Hồng em sẽ lên đồ ăn vặt cho mấy chị nha. Ổn định em lên đồ ăn vặt cho mấy chị. Mở mấy đôi giày ra hết em chị sale 20.000 cho khách luôn. Rồi bữa này chốt áo 9.000 áo nhung. Ai chia sẻ mới chốt 20.000 nha. Này thời là bữa em không có bán đó mấy chị. Đây là mày không có bán luôn nè. Bò vàng chốt chị Phương Ngô. Em không có bán luôn nè mấy chị. Mà giờ bơm đó mấy chị ơi. Tua rua chốt chị Thu Hà. Rồi bộ ngủ giùm em nha. 25.000 60kg vừa. Ai lấy chút em ngũ hồng. 25.000 ngũ hồng bơm 3 bộ. 25.000 ngũ rêu. Này khỏi cần phải dơ nhiều luôn. 25.000 ngũ rêu và 25.000 ngũ tím. Trời ơi mặt sắc xiêm có một màu vàng mấy chị. Đó đây mặt chơi. Đó đây mặt chơi chơi chơi. Chơi 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 chơi. Rồi cái này sale cho mấy chị mình đôi nhung. Sale 25.000 chị nào chia sẻ nha. Sale 38. Coi đẹp dễ mang. 25.000 xe 38 chốt liền em. 25.000 xe 38. Nguyễn Diệu Ngọc em đâu có xin số chị, em xin số ai vậy? Hồng Hảo. Hồng Hảo lên số. Liêu chị Phương Ngô. Hồng Hảo em thấy số. Rồi chốt lên số.
25.000 chị có ghi giá trên bị mà. Dép trắng sẵn nó ở sau bao nhiêu? Tại đâu này đúng không em? 60.000. Mình còn size nhiêu ta mới về luôn. Đâu này 60.000 em còn đủ size nha mấy chị ơi. Ai lấy chút em dép trắng nha, 60.000. Ok chưa? Bên này còn chưa được dép không ta? Hết rồi. Hồng 25 cho Hồ Thị Ly. Bây giờ em còn màu tím với lại cái nhung xanh đúng không em? Em còn bộ mũ tím 25. Rồi cái này sọc nè, chơi 19 đi. Bạn nào lấy chút em, ảnh là mã sọc đen 19.000 nha. Sọc đen 19. Ta đang like cái gì đây? Ủa, à, đôi 25 hả? Đôi dép 25 nhận mai lấy không? Cho 38. À, tí với chị Hường Lê. Rồi cái này chốt men. Áo theo đen tặng chương cả nhà mình 29.000 luôn nha. Tặng 29.000 luôn. Tặng 29 luôn. À thì xí lên số chị. Chị đang like. Chị nhờ người rồi. Chút nữa ấy là chụp qua chị báo cho. Dép trắng size nhỏ nhất 35. Ok, dép trắng size 36 nha, không có size 35 cho chị Nguyễn Yến. Sọc chút chị Lê Bảo Châu. Dép với mấy chị có chút size dùm em nha mọi người nha. Đợi em một xíu. Sọc chút rồi. Sọc chút rồi mấy chị. Đen 29.000 là hàng theo. Em vừa bán vừa chơi nha. 29 cho Huỳnh Thị Kim Phụng, 29 cho Trần Thùy, 29 cho Hồng Thảo. Dép trắng có màu khác không? Có màu đen hay sao chị? Hùng Lê lên số. Sọc đen hết rồi. Con theo nè. Áo này nam nữ mặc được. Mấy chị chia sẻ thì em mới chốt nha. Chia sẻ thì em mới chốt nha mọi người nha. 29.000 giùm em. Hai cái 29 cho chị Vũ Trân Giang Vĩ nha. Ok em nè. Tạ Thị Xí thấy số nè. 17.000 em. Rồi. Không có 35-36 là hết 35-36 luôn hả? Còn 37 thì em hết 35-36 nha. Rồi chốt em nhanh tay theo đen dùm em. Theo đen đi cả nhà yêu. Theo đen. Rồi tương tác lên dùm em với nha cả nhà. Bộ em đang mặc từ em lên luôn, đợi em tiếp. Rồi tiếp tục bộ này 85.000. Còn mấy bộ thôi. Tuy sai. Bà nào lấy chốt em 85.000. Chỗ nó đẹp nè mấy chị. Con cái quần ống loe của nó. Chất nó đẹp giả mang luôn ha. Chất đẹp giả mang con ngang luôn. 85.000 đồng. Má ơi nó đẹp thiệt sự luôn. 85.000 chút em ạ. Xét hồng 85. 85.000 xét hồng. Rồi cái này hồi trưa nè. Mấy bà này là không cho số nè mấy chị. Em lấy hai cái. Em lấy là chị lấy em hai áo đen hai áo trắng nha. Ok chị Lương Hùng. Hai đen hai trắng. Hai trắng làm gì cũng được cho chị Lương Hùng hai trắng. Đen 29 cho chị Hùng Lê nè. Rồi đen 29 em còn được một cái nữa thôi mọi người nhá. Một cái nữa thôi. Đẹp giả mang luôn. Đen 29 là hàng theo. Chia sẻ lên giùm em ạ. À. Hàng theo nha mọi người. 29 chúc chị Kim. Chị Kim gì đây? Kim Kim Nguyên. Rồi bộ Kim, này Kim sale tặng số. Ok size 37 đen chị Trinh Diệu 60.000. Sợ ngấu 37 đen Trinh Diệu 60.000. Đưa màu đen lên cho chị em. Rồi má này chị nào lấy chốt. Đẹp giả mang. Em sale 55.000 đồng. Là em sale cho cả nhà mình ha. Cho em sale cho cả nhà mình 55.000. Lấy em đôi dép đen 38. Ok chị Kim Trần. Sợ ngó màu đen. Rồi chốt giùm em à. Đã mẹ nó giật rét like mà cứ gì là hai đứa nó cứ gì vậy. Rồi 55.000 đồng chốt giùm em nhanh tay giùm em ha. 55.000 đồng bộ này chốt giùm em. Bộ cam 55. Em còn có một hai bộ thôi à. 55.000 không chị Thúy Ngân em thấy. Rồi bộ xanh 55 giùm em. Bộ cam 55 và bộ xanh giùm em 55.000. Ok cho mọi người. Cam 55 và xanh 55. Kim Chi Nguyên thấy số đây là mấy chị đâu. Màu đen. Màu đen nè 60.000 và màu trắng cũng 60.000 giùm em. Nó rất là đẹp luôn. Bộ cam chị Kim Ngọc. Đó cả nhà đen và trắng giùm em nha. Đen và trắng. Sỏ ngón mà dây chéo á. Đúng rồi đó em. À, cam chị Kim Chinh thác cam. Thác cam đúng không em? Bây giờ em còn màu xanh thôi nha mấy chị. Ai lấy xanh thì chốt xanh. Hết cam và còn xanh giùm em. Rồi tiếp. Cái bộ này đẹp giả mang luôn mà không chị nào lấy hả? Bộ đẹp giả mang luôn nè. 85.000 mấy chứ thiệt sự đó. Cam em hết rồi.
Bộ này đang hot girl, hot hồn hộp luôn. Em like sạch sẽ còn đúng hai bộ luôn mấy chị nè. Cái chất cũng đẹp lắm, người ta bán 100 mấy cho mình luôn á, chứ không phải là hàng rẻ tiền đâu nha. Rồi chúc em bộ. Rồi tiếp. Xanh 55 chị Trinh Trinh. Rồi cái này chúc em mã loan hồng. Loan hồng chân 29.000 luôn ha cả nhà mình ơi. Loan hồng em chân 29.000. Rồi cái này còn có một đôi này em sale 20.000, hàng bơm size 39. 20.000 bơm size 39, bà nào chia sẻ thì mới chốt nhé. Bơm size 39 20.000. Xanh 55 thì chị Thu Vo này. Rồi xanh 55 em còn một hai bộ nữa là hết cho mọi người. Bộ em mặc từ em lên luôn, đợi em một xíu xi cho mấy chị nha, đợi em xíu xi. Đôi xuồng đen sau lưng là đâu này hả? Đâu này mình còn em đôi này em còn một đôi size 39 à. Vậy chị lấy ba máy bấm em ngày mai nếu có thì mở cho. Cho ngày mai về mà em giờ em đang thiếu khách rồi không đủ chia. Cho chim chồng em ghi đi size 38. Ghi thôi chứ không biết có hay không nha, mai có báo sau. Loan hồng thì chị Kim Ngọc. Size 39 là cái gì chị ơi? Không biết Út Phạm nha. Rồi loan hồng giùm em đi. 29.000 đồng chốt em hả? Loan hồng 29. Ê cái đầm này em chốt dư cho khách nè mấy chị, em tặng luôn nha. Loan hồng thì chị Kim Chi Nguyên. Nè cả nhà, cái này em chốt dư cho khách thì em tặng 39.000 con đầm cúc này cho mình luôn ha. Bà nào lấy chốt giùm em đầm cúc thì em 39.000 cổ đó đi. 39.000 con hóa kéo nha, chốt đầm cúc thì em 39.000 đầm cúc. Bộ em mặc nè 35.000. Bộ em mặc 35.000. Dép đen salon em bao nhiêu? 60.000 hả chị? Dạ không chị. Đầm cúc cho chim trần nè 20.000 cho chị Bon Thi Nguyễn nè. Cho em xem đôi màu nu. Ok ok. Rồi đây cúc giùm em 60kg vừa hai mấy chị, 35.000. Cho đi xem đôi màu nu là đôi này đúng không? Em coi đôi này mình còn đủ size nè. Đôi này 77.000 giùm em 3 phân. Hàng này người ta bán 150 nha, 77.000. Rồi cả nhà mình ơi, bơm 39 hết rồi. Rồi cả nhà mình chốt em bộ em đang mặc nha. Bộ em đang mặc chốt cúc đen 35.000. Bộ lụa nha, cúc đen 35.000. Đầm 55kg vừa, đầm cúc 39 thì chốt ai cho em? Rồi cái này chốt em bộ hồng, cúc 35.000 chị Trương Hồng. Em còn bộ em đang mặc nữa nha. Rồi chốt em mãi là mã hồng, chốt em đang mặc bộ hồng. Rồi cái này chốt giùm em à. Cái này mã này chốt mã 1. Cái này chốt em mã 1. 35.000 chốt em mã 1. Bộ em đang mặc cúc của chị Ngọc Cảnh Bùi. Rồi ai lấy 1 chốt 1. Rồi cái này chốt em mã sọc. Ai lấy sọc chốt sọc 35.000 thì người ta mang cái quần cho mình đẹp lắm luôn nha cả nhà nha. Xe like giùm em ạ. À. Ai lấy sọc chốt sọc. Hết cúc rồi. Rồi cái này chốt 35.000 tím. Mẹ nó lại giật ha mấy bà ha. Thôi giờ ráng mấy chị chứ em không biết sao. 60kg đổ về giùm em luôn nha mấy chị ạ. Nó sẽ giống như em đang mặc trong người, nó ôm cái phần ngực lại giùm em luôn. Rồi cái này chốt em mã tím 35.000. Tím 35.000 giùm em. Rồi cái này chốt em mã số 2 35.000. Đó mấy chị mình lấy màu nào thì chốt màu đó nha. Cho chinh chinh, màu nào cũng đẹp hết á. Cái này chốt 2, hồng cho Nguyễn Gia Khang. Rồi cái này chốt em mã bi trắng giùm em. Bi trắng giùm em có 35.000 hả? Bi trắng. Tiếng thì chốt ai cho em? Được. Tiếng với chị Trương Hồng. Rồi chốt bi trắng giùm em, cúc đen em hết rồi. Rồi cái này chốt em mã họa tiếp. Cái này có ly hả? Mình chốt ly nó nhiều màu, nhiều hình quá hả? Em like nó hình chuối nè mọi người. À, đen 35 là cái gì vậy trời? Bi trắng với chị Lê Trinh. Sọc chốt ai cho em? À, đen 35 là gì? Hai cho chị Trinh Diệu. Hồi nãy giờ chị không có like cái bộ xanh nào 50.000 hết á. Bộ xanh 55.000 chị lưu hồn. Đưa bộ xanh 55 lên cho chị đi em. Rồi tiếp, cái này chúc em sọc đen. Bi trắng hết rồi, cái này chúc em mã sọc đen. Em đưa lại chị cái mã hồng. Còn cái này chúc em sọc đen. Hỏa tiếp cho Bùi Thị, Anh Thi. Bấm cái gì em? Lưu hồn, bấm gì đâu mà bấm. Bả chốt 50 mà chị đang lên cho bả mà. Rồi cái này chốt giùm em 55.000 bộ xanh chứ không có bộ nào 50 nha. Rồi em còn sọc đen đẹp chưa. Rồi chốt em bộ này là 55.000 giùm em. Sọc đen là chị Nhan Thanh 35 lên số. Rồi cái bộ này chốt bông hồng đi cho nó dễ nè mọi người. Còn bộ cuối cùng 35.000.
đẹp lắm mấy chị ơi, em mặc nó sẽ ôm cái phần này như giống như em đang mặc như vậy nè nha. Rồi cái này bông hồng giùm em đi, 35.000 bông hồng. Xanh 55 chốt cho chị ơi, xương hồng. Xanh 55 em hết luôn nha. Rồi, loan giùm em đi 29.000 chốt loan. 29.000 chốt loan hồng 29 giùm em mấy chị nha. Em tặng gì để mình có đây luôn. Loan hồng 29. Ủa hắc mờ màu đen mình mới về thêm đúng không em? Mấy chị ơi, đôi hắc mờ màu đen này. Ủa xanh hết rồi. Bông hồng chị lên TB. Từ từ em lên nữa cho mấy chị nha. Rồi cái này đen hắc mờ nha, đẹp lắm luôn. Má ơi nè mấy chị, hắc mờ này người ta bán cho mình 65-70 nha, em sale tặng cho mình. Sale tặng cho mình. Mốt về lẻ ở đây đi. Rồi bây giờ còn mấy bộ lẻ lẻ, mấy cái đôi về lẻ lẻ em sale cho mình luôn nè. Lan hồng cho kim son nè mọi người. Hắc mờ đen giùm em 36-37-38-39 45.000 đồng em. Bán nhiêu ở đôi hắc mờ này? 45.000 đúng không? 45.000 hắc mờ đen giùm em nha. 45.000 hắc mờ đen giùm em mấy chị. Cái bộ ngủ là chưa like, còn mấy bộ 45.000 có bút ngọt, hàng này hàng mắc tiền mấy chị. Hàng này hàng mắc tiền, cả nhà mình lấy mình chốt giùm em 45.000. Em thấy bộ này người ta bán 75.000 không luôn. Loan hồng cho Thúy ngon. Loan hồng cho Thúy ngon. Rồi cái này chốt giùm em 60kg cũng vừa giùm em nha. Có mút ngực mấy chị ơi. Rồi 45.000 chốt giùm em mảnh mũ hồng. Dễ mang con ngang đẹp. Ô nó đẹp lắm, dễ thương mà sexy lắm nha. Mũ hồng giùm em. Áo ra 29 cho chị Lương hưởng chị không? Rồi chốt giùm em. Mã đây chốt em mã ngủ xanh giùm em đi. Hắc mờ đen 39 chị Nhan Thanh, ngủ hồng cho chị Lê TB 45.000. Rồi cái này chốt em mã ngủ xanh giùm em nha mọi người nha. Có mút ngực giùm em luôn. Ngủ xanh nha 45.000 thôi, cái này còn mấy bộ à, chưa nay rồi. Ngủ hồng rồi. Ủa chị. Hắc mờ 37 chị Bùi Thị Anh Thi. Ủa chị chưa gọi chốt đơn nè. Phương Ngô em đặt hồi nào mà chốt đơn em. Rồi cái này chốt em ngủ dâu. Đẹp giả mang có 45.000 thôi mấy chị nha, ngủ dâu giùm em. Rồi ngủ dâu 45.000 đồng. Ngủ cam, ngủ xanh là chị Nhan Thanh. Ngủ cam là mấy bạn. Đó đẹp giả mang chưa. Rồi ngủ cam giùm em. Rồi cái này là ngủ đen. Cái này còn mấy cái à, Loan Hồng là chị Phạm Thị Lương. Lên giùm em cái số điện thoại nha. Lên giùm em cái số điện thoại nha các tình yêu. Rồi cái này chúc em à, mã này chúc em ngủ đen. Ngũ hồng còn không em? Đây. Ngũ hồng chốt chị Hiền My. Ngũ đen giùm em 45.000. Rồi, ngũ vàng với ngũ xanh dương nữa mọi người. Dép đen ở sau 60.000 em ơi. Cho chị một cái hũ me nha. Me là 30.000 nửa ký mấy chị. Phải thì luôn lên số. Ngũ vàng. Ngũ vàng giùm em 45.000. Ngũ xanh là chị Kiều Hiền. Chị Lương Hồ không có. Ngũ đen là chị Diệu Phạm. Ngũ xanh, ngũ đen, còn ngũ cam, ngũ vàng. Còn bộ ngũ xanh, đúng không em? Ngũ xanh này nè, ngũ xanh lên cầm nè. Rồi đưa cho chị cái ngũ cam em 60kg, Loan Hồng là chị Nguyễn Hân. Rồi còn bộ ngũ cam thôi mọi người nè. Ok, ngũ cam là chị Kiều Hiền 45. Bà Mon đơn đi chưa? Gọi điện rồi là đi rồi. Dựa phải lên số. Me nguyên giùm em. Một hũ me như vậy nửa ký nha mọi người. Nửa ký là 30.000. Trời ơi, ăn là nhất cái nách luôn. Vừa ăn vừa nhất cái nách, giải cái nách 30.000 một củ me. Rồi đây mọi người ơi, cái đôi này mình còn hai đôi không em? Hay là còn có một đôi? Cái đôi chị đang cầm rồi. Rồi đôi này coi giá nhiêu vậy em? Rồi đôi này 42.000. Em còn có hai đôi thôi, rớt lại mấy chị. Size 39 với size nhiêu vậy em? Hai đôi size 39 luôn. Chị em nào mang vừa size 39 nó hốt liền đôi này. 42.000 đồng, má ơi nó đẹp mà nó sang chảnh giả mang có 42.000. 42.000 xe 39 giùm em. Dép đen ở sau có 36 không? Đen ở sau mình còn 36 không em? Ủa đen nào? Ở sau tôi đang lai đen nào? Đen gót không? Đen nào em? Đen gót này hả? Đen gót thì ok, để chị cho coi nghe. Rồi tiếp, trời mấy bà ơi, bộ cánh tiên đẹp giả mang luôn. 35.000. Nhanh tay chấm bài tương tác xe lai lên 35.000 giùm em ạ.
Hủ me chúc cho chị Huỳnh Thị Kim Phụng. Ok chị, có 30.000 nữa ký me hả? Trời mấy chị em nói thiệt luôn á, ăn sướng lắm luôn. Ngồi coi like ăn sướng cái mỏ, bấm sướng cái tay mấy bà. Rồi bơm đã, chân chữ cho nó đã dạ. Rồi 35.000 60kg chúc giùm em à. Bông hồng 35, bông hồng giùm em 35.000. Rồi cái này chúc giùm em à. Bơ nè mấy bà, đẹp chưa? Ôi trời, 35.000 chúc giùm em à. Bộ đây là bộ bông bơ 35.000. Mở bì giùm chị em. Bông bơ 35, bông hồng cho chị Út Phụng. Dép 42 cho chị Thu Vỏ. Em còn đôi 42 nữa, chúc chị Thu Vỏ là hết luôn hai đôi dép nha. Rồi Út Phụng có số này, Út Phụng hình như chính số hay sao vậy? Bơ 35 cho chị Thu Nguyên. Đen bên phải màu trắng á, là màu nào cho em chị chúc em. Bông hồng, rồi còn dưới bông gì? Còn bộ ngũ vàng thôi chị em. Ngũ vàng cho Kiều Hân em, cho Kiều Hiền, ngũ vàng cho Kiều Hiền. Rồi hai đôi dép chút hết rồi em. 42.000. Rồi tiếp 42.000 gì em luôn. Bộ ngủ chút chưa? 4. Ok chị. Rồi 35.000, 35.000 chút em mã bông đỏ 35. Rồi cái này 35.000 chút thì em bông vàng 35. Đẹp giả mang. Em để rồi chị ơi. Bông vàng 35. Rồi chút thì em mã 35.000 chút em mã bông đen 35. Ôi nó đẹp lắm đấy chứ, ôi nhanh tay mình hốt liền nha. Bông đen, ê bơ còn bộ nè em, đúng không? Bông đen nè, em còn bơ còn bộ nè mấy bà. Bơ cho Mỹ Hân này 35.000. Để em một đôi rồi, bông hồng chút cho em. Bông vàng, bông đen. Bông vàng cho Mỹ Linh Huỳnh nè. Em để chị một đôi rồi, chị có một đôi thôi nha. Đúng rồi, bông đen chị Út Phụng nè. Bơ hết nè, em còn bông đỏ nè. Bỏ bông đỏ lên chị em. Em còn bông đỏ, bông vàng hết rồi. Rồi bây giờ có bông xanh được không mọi người? Có 35.000 đẹp lắm luôn á, hốt liền đi. Bông xanh là nào cũng đẹp hết trơn á chị. Bông đỏ chị Nguyễn Gia Khánh nè. Rồi chúc em 35.000 bông xanh nè. Rồi 35.000 cái bông này chúc em à. Bông tím nè, bông tím nè. Rồi bông xanh này có hai bộ nè. Ai lấy chút giùm em mã là mã mua sỉ cọc 500 chị. Xanh ngọc nè, đẹp. Xanh ngọc giùm em. Xanh ngọc giùm em nha mọi người nha. Xanh ngọc giùm em. Nãy giờ tao đâu có lo cái bộ là bộ ngố xanh đâu trời. Nhiều khi mấy chị comment mà em đọc mà em cũng say não em luôn á mấy chị. Mạng nó giật rồi mà comment em đọc em say não em luôn đó. Chứ không phải là say bình hồn, say cái não em luôn á chị. Này còn mấy đôi em? Bốn mấy? Nhiều phải lên số chị. Bốn lên thôi. Bỏ lên 39. 49.000. Rồi cái đôi này nha, 49.000 còn hai đôi. Đôi 38, đôi 39 chút liền. Bông xanh ngọc chinh diệu. Bông xanh ngọc. Bông xanh ngọc cho Nguyễn Yến. Rồi chốt giùm em. Đẹp giả mang luôn. Đôi này 49.000 nha cả nhà coi. Sang lắm, còn đôi 38, còn đôi 39. Đôi đen này chị nào hỏi giá nhiêu em? Tao quên mất tên giá. Đôi đen này. Bông xanh, Phạm Thị Nương có số rồi nè. Cho em đôi hoa đen, kế đôi vàng. Bông xanh còn bộ cho Nguyễn Hân. Rồi đôi này là giá là 79.000. 79.000, đôi này gót 5 phân mấy chị, đẹp lắm. 79.000. Ai lấy thì cứ chút sai. Em còn một đôi bông, một cái bộ bông tím thôi rồi. Tiếp tục em lên nè. Ok nè, 38 là 49 cho chinh diệu nè. Rồi còn đôi 39 là 49 nè. Mấy cái lẻ lẻ em sai cho mấy chị cho gọn luôn ha. Cho gọn luôn. Rồi 29.000 chút em mã trắng nam. 29.000 chút em mã trắng nam. Gì cơ? Có người gọi. Gọi ai? Ông ba đâu? Ông ba là dứng. Có người gọi là gọi làm sao? Đâu phải. Đưa cho chị này cho nên nghe chứ tự nhiên sao cô lên đây cô kêu mẹ. Trắng nam là chị Út Phụng. Trắng nam là chị Nguyên Nhã. Mạng yếu quá hả? Rồi 29.000 trắng nam nha. Bà nào lấy chút mẹ mãi trắng nam 29.000. Rồi trắng nam 29 nha mẹ. Rồi ngủ đen 45 mấy chị ơi. Ai lấy chút em ngủ đi. Mũ đen 45.000 có bút ngực còn cái nè.
tương tác chấm chấm lên nó bị đứng á mấy chị, cứ lâu lâu nó bị đứng à. Bông tím mấy chị thu nguyên giờ này mới lên bông tím luôn mấy bà. Rồi trắng nam chị Út Phụng, ôi là trời, ai gọi em nó kêu gì em, ngủ đeo chị Thúy Tiều. Út Phụng nó trắng nam rồi, đôi này 49 ngàn đúng không, hay bốn mấy em coi chị, 42 ngàn còn một đôi màu trắng thôi hả, hay 39 à, 36 rồi, còn một đôi 36 đôi 39, 42 ngàn trắng, 42 ngàn trắng, em còn đôi 36 với lại đôi 39 nha, ai lấy thì chốt, em này nó lẻ, em share cho mình luôn á, nè trắng nam nè mọi người, cái chè neo này chưa tao kêu lấy sai không có, không có là ta, ok trắng đó chị Phương Ngô nè, trắng đó chị Tú Long nè, ok chị nè, rồi trắng nam hai chị. Trắng nam 29 nha, bà nào lấy chút em mã trắng nam. Rồi đó này nó bị dơ nè mấy chị, xe 37 em tặng 10 ngàn. Đó này bị dơ thôi về theo bụi nha. Rồi xe 37 tặng 10 ngàn. Trắng 36 nè cho chị Trương Hồng nè. Rồi bây giờ em còn trắng như thế, còn 39. Bộ cho bé có mấy bộ dễ thương. Từ từ lát lên dép bé cho cả nhà mình nha. Rồi em một tí tùy nha. Rồi em xếp. Rồi đây cả nhà mình thôi, áo sơ mi trắng cho bé tặng 25 ngàn, 20 ký nha, chốt em mã sơ mi trắng, sơ mi trắng thì em đi 25 ngàn, 20 ký chốt sơ mi trắng. Rồi 25 ngàn, 15 ký chốt em sơ mi đỏ, tương tác mặt tay giùm em ạ. À, em thấy nha mấy chị, em thấy mà. Rồi trời ơi, 25 ngàn chốt em mặc bộ táo, 15 ký chốt đuổi nha, bộ táo 25 ngàn, 15 ký chốt đuổi chốt bộ táo, cứ đúng gì đó mấy chị, đúng đậu không có comment vậy à. Rồi cái này 8-11 ký bộ dưa hấu 25 ngàn, chốt em mã dưa hấu 25, táo có 2 bộ chốt luôn đó, bó tay thiệt em không biết sao diễn tả luôn, trời cái này còn 2 bộ, cái này còn bộ 1 nè, bộ táo chị Huỳnh Trang, bộ táo chị Trương Hồng, ngủ đen hết rồi. Rồi cái này chốt em ạ, 39 ngàn lập thể đỏ, hồi trưa lai còn một bộ nè, 39 ngàn đồng lập thể đỏ giùm em 60 ký vừa, 39 ngàn là thể đỏ sơ mi trắng cho Nguyễn Gia Khánh, dưa hấu cho Kim Nguyệt. Rồi trắng nam giùm em đi 29 ngàn, 29 ngàn đồng trắng nam, bà nào lấy chốt giùm em trắng nam, chưa nghe kịp thì chốt trắng nam nha mọi người. Rồi chè neo đây 55 ngàn, có hai đâu hả, 36 37 39 em còn 55 ngàn đôi chè neo trắng này, còn 3 đôi 36, 37, 39 chị nào lấy thì chốt 55 ngàn giùm em. Trắng nam chốt chị Sam em, à, sơ mi trắng em hết rồi còn sơ mi đỏ thôi, lập thể chị Lệ Nguyễn. Trắng nam chị Phương Truyền, mua hàng lên số giùm em, táo hết nha. Còn trắng nam còn cái bà nào lấy hút giùm em luôn nha. Trắng nam này mấy chị, còn cái bà nào lấy hút giùm em luôn, mạng biết em buồn bã giả mang luôn. Rồi cho chị một cái set dưỡng nhan đi, thiệt khổ ghê á, mạng lai không ổn luôn á mấy chị, nó cứ tụt rồi văng rồi tụt rồi văng hoài luôn á. Cái này nó có hai màu mọi người ơi, Sam em có số đây. Rồi trắng nam chị Ngọc Cảnh Bùi nè, hết luôn em, còn cái nào nữa không, còn hả, trắng nam chị Trần Duyên sơ mi đỏ nè, chốt chị Ly Trần có số mà em, Sam em có số mà. Rồi trắng nam em còn hai cái, chị nào lấy chốt trắng nam chị Hồng Ngọc Nguyên, Sam em lên lại số. Rồi xếp lê sọc đẹp giả mang luôn, Trần Duyên lên số, lan đỏ nó văng view ra ngoài hết mấy chị. Rồi cái xếp này trời ơi má ơi nó dễ thương lắm mấy chị ơi, là trời nè mấy bà, mặc như vậy nè đó, trời ơi cái xếp này đẹp lắm luôn mấy chị nha, 60 ký vừa luôn giùm em, em tặng cho mấy chị em giùm mình xếp này 80 ngàn, nó có hai màu sọc đen và sọc trắng, chất của nó đẹp giả mang nè, 80 ngàn nha, xếp sọc đen và xếp sọc trắng, xếp này mặc lên em thờ luôn, đẹp lắm luôn, xếp sọc đen và xếp sọc trắng, cho đưa đen cái nó luôn cho xong hết thảy. Rồi sọc đen và sọc trắng giờ phải like đi lại 2-3 lần luôn á mấy chị, do văng ra văng vô có nhiều chị không có thấy mẫu luôn á. 80 ngàn cái xếp này á mấy chị mua này mặc tập gym tập đồ em nói thiệt tả lắm luôn. Rồi 80 ngàn, rồi trắng nam em còn cái bắt đầu lấy chút, Hồng Ngọc Nguyên có rồi đó chị, rồi em mới nghĩ gì vậy trời,
Rồi trắng nam nè, em còn một cái, chị em nào lấy chút trắng nam có 29.000 thôi. Đó này tặng không đồng với bà luôn, đi xe 37 nó bụi này vậy. Về dơ đó, ấy cho em chút. Rồi chốt giùm em. Tặng không đồng. Tặng không đồng không có comment luôn là chịu. Rồi Loan 29.000, bà nào lấy chút em mã Loan 29 nha. Loan 29, dăng view ra nữa rồi đó mấy chị. Ai đang xem like mình tương tác, mình chấm chấm lên giùm em. Ok, 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 ok giùm em đó mọi người. Ha. Rồi, 29.000, chúc em mã Loan Hồng 29.000. Loan Hồng 29, trắng nam còn cái nè. Chúc cho chị NG Thắm. Trần Diệu lên số. Tặng không đồng Tú Long, chị nào có đơn hàng bên em mới tặng. Chứ không không nhảy vô tặng, không có đơn không có tặng. Còn cái trắng nam rồi đó. Duyên Kiều không nghe, không muốn nhận hàng vô đặt chi chị. Rồi cái set này cả nhà mình nha, 39.000 xếp về dưỡng nhan dùm em mấy chị nha. Mưu nó tụt hết rồi mấy bạn. Thiệt buồn giả mang mấy chị nhìn này. Đầy đủ dụng cụ nè. Táo tàu, táo này nói chung, táo này, táo kia nói chung là 15 vị trong này dùm em nha. Đó, mặt bịch đường phèn không mấy chị thấy nó to cỡ nào. Người ta bán 60, em bán tặng mấy chị mình 39.000 thôi nha. 39.000 không em ơi. Trắng nam thêm một cái chị Hồng Ngọc Nguyên nè cả nhà. 39.000 một bịch chè dưỡng nhan, ai lấy chè dưỡng nhan thì chốt giùm em chè dưỡng nhan. Bạn biết thì mình nó chát, giá mang con nghe. Chè dưỡng nhan. Rồi cái này em tặng cho mình 19.000 đi. Em chán quá rồi mấy chị. View gì mà nó lên nó xuống, nó lên nó xuống nhó như là không biết bị sao luôn. Rồi 19.000 82kg còn 2 bộ. Này, 82kg 19.000 nha, còn 2 bộ chốt giùm em ạ. Mã là mã bộ hồng cho bé. Không chị, bộ hồng cho bé giùm em. Rồi bộ lụa này. Tương tác lên, chia sẻ lên mấy chị ơi. Rồi bộ này hồi chưa like nhiều lắm luôn, dành quá trời. À chưa like lẫn hả, giờ rồi. Rồi bộ hồng 19 chút phục. Rồi 35.000 giùm em. 35.000 chốt giùm em ạ. 55-57kg lụa đỏ 35. Lụa đỏ 35. Thúy Kiều có áo loan cho em. Dưỡng nhan chị Trúc Nguyễn 39.000. Thúy Kiều cho cáo loan đi em ơi, dư thì lấy ra sau. Rồi chốt giùm em. Giờ tao không nhớ mạng nó giật lắm. Dưỡng nhan chị Hồng Ngọc Nguyên. Trúc Nguyễn lên số giùm em đi. Đỏ 35 cho Như Phan. Lụa xanh chốt chị Mai Nguyễn. Một chè cho Quyên. Rồi lụa xanh giùm em nha mấy chị ơi, lụa xanh. Lụa xanh giùm em. Bộ hồng cho bé hết hả em? Còn bộ hả? Bộ cho Hồng Ngọc Nguyên. Rồi chốt giùm em ạ. À. Rồi mã lụa vàng. Lụa xanh còn không em? Rồi lụa vàng giùm em. Rồi. Mai Nguyễn. Lụa đỏ còn không em? Lụa xanh còn không? Em đang cầm lụa gì đó? Lụa xanh nè. Chút cho Như Phan. Lụa đỏ hết. Lụa đỏ hết. Rồi còn xanh biển tím với hồng vàng. Xanh biển tím hồng vàng. Mở bộ vàng chị em. Rồi lụa xanh giùm em. Đẹp lắm mấy chị. 35.000. Xanh biển hồng. Lụa hồng cho Trinh Diệu. Lụa hồng cho Vi Trần. Rồi bây giờ còn vàng với tím 35. Đẹp lắm mấy chị ơi, mạng nó giật hay sao quá chứ. Nó không giật là em nói thiệt với mấy chị, còn đây không tuyệt mà. Nè, đẹp lắm luôn. Lụa 60kg rồi nha. Rồi còn tím với vàng giùm em nha, 35.000 đồng thôi. Mọi người mình ơi, nhanh tay mình chốt giùm em ạ. Chè dũng ngang 39. Cam coi giúp bánh mì ở sau đi. 85.000 chết rồi trời ơi. 85.000, không biết còn nhiêu size nữa đâu nè, em đang chốt mà đang bị thiếu luôn. Xanh biển Trinh Diệu, còn xanh biển với vàng 29.000 gấu vàng. Đôi trắng dây ở sau có đen không? Đôi trắng dây có nha, lấy size gì? Chị coi chị còn không? Rồi 29.000 gấu vàng. Tí với chị Thanh Tâm, còn bộ xanh biển qua đây chị em. Vàng 29 là chị Thúy Kỳ. Dạ.
Vàng chú chị Phạm Thị Nương. Ok chị Ngọc Bình Trần, em cảm ơn chị nhiều. Vàng 29 chị Út Phụng. Bánh mì có 35 không chị? À, gấu vàng 29 chị Trương Tuyết Vân. Chị cọc giùm em tiền nha chị ơi. Chị cọc giùm em tiền rồi chọn tiếp chị. Một đôi 39 Mai Nguyễn màu đen, còn hôm em 60.000. Một lũa tím, một lũa vàng hả? Bây giờ còn một lũa vàng với một lũa xanh được thì ok nha chị Hiên Huynh ơi. Lũa vàng, lũa xanh giùm em 35.000 bộ. Gấu vàng chị Nguyễn Cảnh. À, Vi Trần có số. Rồi ai lấy gấu vàng, chốt gấu vàng. Chị Lùn Cun Ke gì nè. Không nghe máy thì chốt một lần nha. Lùn Sô Cun. Mai nghe máy nha. Vàng 29 là chị My Nguyễn. Rồi vàng 29 chốt thì em. Ok chị Hiên Huynh lấy hai bộ. Còn bộ vàng qua chị em kẹp kẹp đi. Lùn Cun Ke nè. Có số nè. Không chạy được mở. Rồi chốt thì em gấu vàng 29.000 còn 3. Từ từ em lên mã khác thôi nha. Gấu vàng cho Ly Trần. Rồi chốt giùm em. Má ơi 19.000 chốt em gấu trắng 19.000. Gấu vàng chú chị Bích Hạnh. Gấu vàng là 39 chị ơi. Không có gấu vàng 39. Gấu vàng chị Ngọc Hân. Rồi bộ này chốt giùm em nhanh tay. Má ơi nó đẹp chưa. Rồi 35.000 còn bộ vàng. Ai lấy chốt bộ vàng 35. Gấu trắng chị Sam em. Đủ vàng cho em rồi. Cho chị Áo Phong đi nữa rồi. Rồi cái này chúc em mã bi tặng 9.000 đồng. Chúc em mã bi 9.000. Bi giùm em đi 9.000 bi. Bạn nào lấy bi chốt bi 9.000. Trời má ơi con này nó đẹp. Có vàng có dư con nào không em? Rồi mã này chúc em đầm. Đầm này tặng luôn cho mình 40.000 nha. Đầm này 40.000. Bạn nào lấy chốt đầm trắng phi sai sao có nô. Rồi đầm trắng 40 giùm em. Ok em gọi điện cho chị Trần Quốc Văn cọc đi em. Bi 9.000 chị My Nguyễn. Để mấy nhân viên điện gọi chè cho chị Nguyễn Nga. Cho em xem đôi dép kẹp màu nâu. Cho xem đôi dép kẹp màu đen ở sau đi. Kẹp màu đen hả? Đầm trắng uống của chị Tú Long. Kẹp màu đen hả chị? Xem không thấy kẹp màu đen nữa. Em đâu có thấy đôi nào kẹp màu đen đâu. Em cho chị hai ba đôi bé lên đây, 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 đây. Rồi tiếp mấy chị nha. Rồi màu nâu này nó đẹp. Giả mang con ngang luôn. Ngay chỗ Hiền rồi là lẻ hay sao vậy Hiền? Không sao. Mấy cái trắng đang chưa không nói. Mấy cái lẻ lẻ là sao? Còn đôi hay đâu lẻ là quăng ở đây. Rồi chốt thì men 29.000 gấu nâu. Vừa bán vừa tặng con ri một nha. 29.000 đồng gấu nâu. Dép cho bé size 28-35. Đẹp giả mang con ngang. Bi hết rồi. Size 28 thì em 35.000 chốt thì em ạ. Bé 28 với lại bé 25 nha mọi người. Y xì như vậy luôn mà bé 28 với bé 25 nha. Nâu chị Trương Tuyết Vân này gọi điện chị cọc đi em. Nâu chị Lùn Sô Cun nè. Rồi chốt thì em ạ. Nâu thì em 29.000 đồng nha. Cô bé vừa tặng cái cho mình nâu 29.000. Nâu 29.000 giùm em. Nhanh tay mình hốt. À, nâu cho chị Mai Nguyễn nè. Rồi bộ này ba gấu nâu chị Nguyễn Cảnh. Rồi tương tác giùm em mấy chị nghe. Rồi bộ này bộ lửng giùm em 60kg vừa 39.000. Chúc em lửng hồng 39.000. Đẹp giả mang con ngang nha. 39.000 đồng. Chúc em lửng hồng 39.000. Lửng em gửi số tài khoản rồi đó nha chị. Rồi gấu nâu chùm liên ngang. Rồi 39.000 chốt giùm em ạ. 39.000 chốt em mã lửng vàng. Gấu nâu thì chị Phạm Thị Mỹ Viên. Bé 28 chị bánh trôi nước. Rồi chốt giùm em mã lửng xanh nha. 39.000 gấu nâu cho Bùi Anh Thi hết là còn cái. Gấu nâu cho Bích Hạnh. Rồi hát nha mọi người. Bánh trôi nước lên số. Rồi 39.000 lửng xanh. 39.000 lửng vàng. 39.000 lửng cam. Lửng vàng chị Tém Mái Cày. Bánh cho nước lên số hội giùm em. Nâu hết để cho mình tương tác giùm em nha. Rồi chốt em 39.000 lũng dâu giùm em. Mấy chị ơi lũng dâu. Lũng xanh 39 thì té mái cày. Rồi chốt em mã lũng dâu. Lũng hồng chị Vi Trần. Rồi 39.000 lũng xanh ngọc. Quỳnh Thủy mua gì mà lên số chị ơi. Cái này là xanh ngọc nha mấy chị. Chốt rõ mã giùm em. Xanh ngọc giùm em. Rồi lũng đỏ ok cho mọi người. Lũng dâu cho chị Nguyễn Yến. Rồi lũng đỏ.
lửng dâu chú chị Nguyễn Thu mua hai món giùm em nha. Rồi lửng đỏ, cái quần bay rất là to, mọi người yên tâm nha. Gấu nâu hết, gấu nâu hết mấy chị. Vậy có Nguyễn Thu lên số. Em có mã này em tặng 19 ngàn cho mấy chị em nhà mình nha. Mình chốt liền, lửng đỏ chị tém mái cài, gấu nâu hết rồi nha. Rồi 19 ngàn, bánh cho nước thấy số nè. Cả nhà mình ơi, 19 ngàn chốt liền tay giùm em ha. 19 ngàn đồng cô gái đen, lửng xanh chốt chị Nguyễn Nga. Lửng dâu còn không em? Rồi, lửng dâu hết rồi nha. Còn xanh ngọc, đỏ với lại xanh biển nha, 39 ngàn. Đem 19 cho Di Di, rồi giả mang cô đem 19. Đem 19 cho Úc Phụng. Đem 19 còn mấy cái à mấy chị ơi, nó lẻ lẻ em tặng cho mình luôn á. Đem 19 cho chị Lùng Cun, xanh ngọc chị Lúc Kỳ Hoàng, chị Nguyễn Thu em thấy số. Rồi em còn xanh biển với đỏ 39 ngàn nha. À bây giờ còn xanh biển với đỏ đó chị Phương Lê rồi, chứ hết cái kia rồi. Hết à, Lúc Kỳ Hoàng lên số. À cô cái đen chị Lùng So Cun có rồi. 25 ngàn đồng chúc em mã xanh bích 25. 25 ngàn xanh bích 25. Rồi 29 ngàn chúc em vịt hồng. 29 ngàn lửng còn màu đỏ và màu xanh nha chị em. 39 ngàn đen 19 cho Bích Hạnh, đen 19 cho Thủy Tiên, còn cái nữa là hết. Xanh bích cho chị Phạm Thị Nương. Rồi 29 ngàn vịt hồng, xanh bích cho chị Mai Nguyễn, xanh bích vịt hồng nè, đẹp lắm luôn. Vịt hồng 29, bộ em mặc hết rồi. À xanh bích cho Nguyễn Cẩm. Em còn lửng xanh với lại lửng đỏ, chứ vàng với đỏ là hết rồi. Cô cái đen cho Ly Trần. Rồi hết cô cái đen, còn lửng xanh với lửng đỏ nha, chốt giùm em. Cứ chốt giật mã là mấy chị. Nhưng với ông mì tặng 5 ngàn là mấy chị ơi. Còn mấy cái tặng hết luôn. Tặng 5 ngàn. Chị đôi dép hả? Chị mua gì chị tự nhớ, tự nhiên bay vô hỏi đôi dép hả? Vịt hồng là chị Sâu Nhỏ, xanh với đỏ là chị Phương Lê. Ok chị Phương Lê nè. Rồi tiếp chân váy đó, tặng 5 ngàn u mì. Và nào lấy chút u mì 5 ngàn. Xanh đỏ vàng đỏ, có nghĩa là cái kia là chị bấm số điện thoại á, còn chốt là chốt hai bộ đó. Cái Phương Lê xanh đỏ là bắt đầu luôn, cái số điện thoại dưới nè, lẫn vàng với đỏ là có số điện thoại luôn vô, ở trên là phải chốt nè. Giờ có số chưa? Thì từ cái bill đó mới có số. Đôi đế vàng ở sau cho tôi. Cái đôi đế vàng này lấy xuống em ơi, hết hàng này có chân nữa. Hết rồi em. Rồi rớt tiếp rồi kìa. 25 nghe. Vịt hồng cho Nguyễn Diễm Ngọc. Rồi chân váy ô mì. Vịt hồng cho chị Huỳnh Thủy. Ô mì 5 ngàn, hỏi hỏi ký. Mua về mặc được, mặc mà không được là người lâu giùm em. Dục lùng cô gái. Gì? Cô gái. Rớt cùng lưng xuống đây nè. Dục cái gì chơi? Dục lùng cô gái. Đây đưa hai cái. Rồi đưa cái cô gái đây. Đơn hàng chị nhiều lắm chị. Cộng 200 chị nha. Chứ cộng 100 em không có có ấy đâu. U mì cho chị Võ Bích Như. U mì chị Nguyễn nha. 5 ngàn cái u mì. Rồi mã này chị em là lấy giúp em gấu. Gấu xanh giùm em. À, vịt hồng hết hả em? Hết vịt hồng rồi mấy chị nha. Đây hết vịt hồng. Rồi chốt giùm em. 29 ngàn đồng gấu xanh 29 ngàn. Gấu xanh giùm em 29 ngàn. Lên cho mấy chị bộ này. Đứa nào qua các cái cọc các hàng đó đi em. Chân váy ô mì này cho chị Huỳnh Thủy. Gấu xanh cho chị Sam Em. Gấu xanh cho Ngọc Dung. Gấu xanh cho Lương Hùng. Đủ ba cái không Như? Ờ, cái cọc đó đi em. Rồi bộ này chốt giùm em 35 ngàn đùi. Mà nào lấy chốt giùm em 55-58 ký vừa. 35 ngàn chúc em hả? Đùi xanh 35 ngàn. Rồi gấu xanh em còn nha mọi người. Giúp ở sau là cái gì em ơi, nhiều quá à, em không biết nữa. Rồi chốt giùm em 35 ngàn đùi xanh, 35 ngàn đùi hồng giùm em. Đùi xanh 35, đùi hồng 35, đùi đỏ 35.
xanh đỏ hồng giùm em 35.000 đồng. Ok cho mọi người. Xanh đỏ hồng, xanh đỏ. Đúng rồi mấy chị. Bữa nay mẹ nó vậy đó cả nhà. Mẹ dễ mang luôn. Rồi chốt giùm em nè. Ba cái đốt xanh cho Nguyễn Cẩm. Hồi chị Nguyễn Cẩm mua sỉ mua lẻ chị cộng giùm em 100.000 nha. Đốt xanh thì chị đổ ly. Cái này cái gì đem? Đùi xanh như nàng trần. Mã vịt em còn nè, em chúc với chị Ngọc Cảnh Bùi nè. Đùi hồng 35 cho Nguyễn Yến. Rồi tiếp. Cái này xanh ngọc dùm em 35. Má ơi bộ đồ 35.000 bộ lụa. Thiệt sự luôn á. Hồi đây mệt lắm luôn á mấy chị. Mà 35.000 bộ đồ lụa thôi. Quá rẻ luôn mấy chị ơi. Quá rẻ luôn. Chia sẻ cho em nha. Nguyễn Thu đùi xanh, đùi đỏ, đùi hồng ok chị. Rồi cái này chúc em đùi tím 35.000. Đùi vàng dùm em 35.000. Đùi đỏ bên còn không em? Đùi đỏ còn này cho chị Vi Trần hết nha. Đùi xanh còn cho chị Lý Trần này. Rồi còn đùi xanh, đùi tím với lại đùi vàng. Dép chéo trắng á chị 60.000 em. À, bây giờ còn xanh ngọc chốt cho chị Đỗ Ly nè. Sẽ cặp 500 đi chị ơi. Bên em mới chốt nữa nha. Rồi luôn chốt chị nha. Nói chung mua nhiều cặp 200-300, 500 bên em mới chốt tiếp. Đùi tím cho Lê TB. Rồi em còn bộ đùi vàng thôi. Rồi cái đốt xanh nè mọi người. Bà nào chưa lấy được thì chốt cho em 29.000 đốt xanh dùm em. 29.000 nha mọi người nha. 29.000 đốt xanh, 29.000. Đẹp lắm luôn. 29.000. Đi mua sỉ cũng chưa có giá đó luôn nha cả nhà. Rồi bộ bé dùm em. Bà nào lấy chốt dùm em. Bé 35.000. Bộ này 20kg dùm em nha. 20kg dùm em. 35.000 chốt bộ xám. Bộ xám dùm em đi. Còn đồ vàng đúng không? Đồ vàng cho Nguyễn Yến. Rồi loan cam là dân tặng 25.000. Chúc em mã loan cam 25. Loan cam đồ xanh ngọc hết rồi. Loan cam dùm em đi 25.000 loan cam. Đố xanh hết chị. À đố xanh còn là chị Tâm Thanh Tịch nè. Đùi hồng hết nè. Rồi đáp 29.000. Đáp 29.000 đấy hả? Văn hỏi đi. 60kg mặc vừa chị. Rồi đáp 29.000. Chúc đáp hồng dùm em 29. Còn lẽ cái thôi mấy chị ơi. Cái vàng là cái gì vàng nha? Bộ vàng. Cái vàng đó là bộ gì? Ờ à, lẽ nó qua đây luôn. Ê. Rồi chốt thì mang 29.000 nam. Đá cho chị Ngọc Cảnh Bùi 29.000 nam đen. Đá Ngọc Cảnh Bùi. Đá đó mình còn không em? Cái đá hồng đó mình còn đúng không? Đá hồng này chúc chị tuyết luôn. Xịt chống nắng giùm em nha. 35.000 chai kem xịt chống nắng giùm em. Đây. Rồi bộ này tặng 39.000. Nấu xanh là cho Huỳnh Thủy. Rồi hết nấu xanh luôn. Rồi mã này chốt giùm em nha mọi người nha. 39.000 60kg vừa chốt em bộ ghi. À. Chốt luôn lên số. Ôi là trời nó đẹp nè. Rồi 39.000. À, gấu ba màu thì em không biết chị tiếc luôn rồi. Tiếc luôn này có số này. 39.000 bộ ghi. Đen nam cho Nguyễn Cẩm. 29.000. Rồi chốt giùm em mãi là mã bộ xanh 39. Bộ 39 đó chị Bùi Nguyễn. Bộ xanh 39.000. Đen xanh hồng là gì chị tiếc luôn không hiểu. Rồi bộ hồng giùm em 39.000 nha. Màu ghi còn bộ này thì chị Lạc Mỹ Hạnh này. Lạc Mỹ Hạnh này. Rồi cái này chốt giùm em này. Ghi hết rồi. Giờ còn bộ hồng, bộ xanh. Đát hồng chốt cái Huỳnh Thủy này. Rồi cái này chốt em bộ dâu 39.000. Bộ dâu 39.000. Bộ dâu 39.000. Rồi cái này chốt em bộ kem 39.000. Bộ kem dùm em 39.000. Chốt màu dùm em. Bộ kem 39.000. Rồi bộ tím 39.000. Mình tương tác dùm em với dâu 39 cho My Nguyễn này. Dâu còn bộ nào không em? Rồi dâu 39 nè. Dâu vỏ thì Thanh Hằng này. Bộ kem này chị Bùi Nguyễn này.
Rồi bộ tím 39 ngàn má ơi, nó lẻ bèn gì nữa quá trời. Rồi bộ tím thì em 39 nè. Rồi cái này chốt mã 1, cái này xanh lá. Bộ tím chị lưu điểu lên số. Rồi cái này chốt em mã 1 nha. 60kg đổ về mang vừa hàng gom. Mã 1 cho lỗ đấy má ơi, hỏi gì mà trời. Ok chị. Rồi cái này chốt bé xuống hỏm anh nhận 200 cho em. Rồi cái này chốt cho em bộ xanh lá nha. Em còn bộ hồng nè, chú chị Kiều Hiền nè. Lưu điểu có số nè. Bộ kem hết hả em? Kem hết rồi, giờ còn bộ gì em? Bộ ghi cộng bộ nữa hả? Mở đó đi em, tôi bộ ghi đi chị, mở ra. Rồi tiếp. Mở ra, mở ra. Rồi cái này chốt bộ xanh lá với này mã 1 nha. Mã 1 là dâu cho chị Ly Trần nè. Rồi em còn bộ ghi và đầu lấy chút em mã ghi. Tương tác với dùm em nha cả nhà. Ghi mà hết tím rồi đúng không? Hết tím rồi đúng không em? Rồi lấy ghi chút ghi dùm em. Rồi lẻ lẻ này cũng sale cho mấy chị luôn cho nó rộng chỗ nè. Rồi chị em nhà mình ơi, nãy giờ like bánh tráng chưa? Bánh tráng khô gà chưa? À chị em là ăn khô gà thì ấy nha, mã một hết đưa chị hũ khô gà đi em. Cacao để đây nè, chị lên luôn à. Rồi cái này chốt đắt vàng giùm em 29 ngàn. Đắt vàng 29. Chị Vu Bích là đã cho cơ hội mua lại rồi vẫn không chốt đơn được. Chuối sấy có nha Như Phan, chuối sấy cho chị chuối sấy luôn. Rồi chốt giùm em nè, đẹp chưa, 29 ngàn đắt vàng. Ok nhận rồi chị, bộ ghi cho Ly Trần. Ok chị. Rồi cái này chốt em 29 ngàn đắt vàng nó lẻ lẻ. Khô gà nha cả nhà, nửa ký 80 ngàn. Khô gà lá chanh, nửa ký là 80 ngàn. Đắt vàng chị Ngọc Cảnh Bùi. Khô gà lá chanh, nửa ký 80 ngàn. Rồi cái này là chuối sấy giùm em nha, 40 ngàn. Chuối sấy cho Như Pha. Chuối sấy là 40 ngàn, hũ nửa ký mọi người. Chuối sấy là 40 ngàn giùm em. Rồi me lào, me lồn 30 ngàn đồng một hũ. Rồi cơm cháy khô gà, cơm cháy khô gà là 45 ngàn một hũ giùm em. Đó từ từ em lên tiếp nữa nha, đợi em một tí đi. Chuối sấy hay cho chị Thu Thuy Nguyên. À chuối kia hả, đây. Vậy là cái này là chốt em là cái này là chốt em dẻo. Là chuối sấy không đi chuối dẻo nghe. Lộn rồi. Tiếp luôn này, nó chốt cái gì nè. Cái này là chuối dẻo 45 nghìn nửa ký, bộ ghi hết rồi. Ủa lộn, cái này là chuối sấy thì em lộn. Chuối sấy 45 nghìn. Chuối sấy 45. Bánh chén bánh rút thì em đi mọi người 25 nghìn một bịch nha. Đó, nói chung không có khu mực. Nói chung là đó, mấy chị muốn mua gì là vô nói em cho coi nè. Rồi em like đồ cái ạ. Đắt vàng cho Huỳnh Thủy, đắt vàng thấy còn hết nói là đắt vàng. Tuyết Hương, Adidas cái đen trắng hồng chứ không có đen xanh hồng vậy. Vậy đen trắng hồng rồi chút đơn đó bả xong. Ok chị Thu Thi Nguyên lấy chú dẻo. Ok Như Phan lấy chú sấy. Nè chị. Thu Thi Nguyên là chú dẻo nè, Như Phan là chú sấy. Chè Dưỡng Nhan là 39 ngàn à, một set nha mọi người. Chè Dưỡng Nhan là 39 ngàn, set là set lớn giùm em. Rồi ca cao nè mấy chị, nửa ký là 45 ngàn nha. Nửa ký là 45 ngàn ca cao. Nói chung em bán rẻ thôi, mấy chị yêu nhà mình yên tâm đi ha. Yên tâm mình chất. Rồi em lên đồ mọi người nha. Rồi chốt giùm em. Áo nam 29 ngàn. Áo nam 29 ngàn giùm em. Đắt vàng cho chị Trương Tuyết Vân. Rồi cái này chốt giùm em nha. Loan 29 ngàn. Loan hồng 29 ngàn giùm em. Loan hồng 29. Rồi bộ lụa giùm em 35 ngàn đồng. Lụa hồng mặt mát giả mang con ngang luôn nè mấy chị. Rồi lụa hồng giùm em 35 ngàn. Lụa hồng hũ ca cao cho Nguyễn Thị Kim Luyến. Lụa hồng 35. Rồi cái này chốt em ạ, 35 ngàn chốt em mã gu xì. 35 ngàn gu xì. Nam 29 cho Tuyết Vân. Lụa hồng 35 cho chị Lúc Kỳ Tỷ. Rồi gu xì 35. Mất gu xì 35. Rồi cái này chốt em mã sọc cam. À lên dép hả? Từ từ để like rộng cái chỗ này rồi mình lên dép nha. Đợi xíu đi mấy chị nha. Rồi sọc cam giùm em 35. Để like rộng chỗ này đã. Gu xì chị Lanh Nguyễn.
lan hồng chốt thì cưới vân. Rồi 35.000 chốt em mã gấu hồng. Áo nam mình còn không em? 35.000 chốt em mã gấu hồng. Đem like cái này cho nó hết. Chỗ này trống em để ghép thêm like với chị nào. Rồi 29.000 chốt em mã đáp nha. Lụa hồng chốt rồi hả em? Rồi cái này chốt em. Lụa hồng này dự bị chị Nguyễn không? Rồi đáp giùm em đi. Đáp đáp giùm em nha mấy chị ơi. Đáp 29. Rồi 29.000 chốt em nam đen. 29.000 chốt em ở nam đen 29. Ngu xì 35 là cái gì vậy trời? Rồi 29.000 chốt giùm em mã cái hồng nhạt. 29.000 vào nha. Hồng nhạt giùm em, hồng nhạt. Đắt hồng cho Ngọc Cảnh Bùi. Lụa hồng 35 cho chị Đỗ Ly là gấu ấy. Tổng ra với chị Tú Quỷ. Mấy chị em nhà mình ơi, cái bánh tráng này là 5.000 là một bịch nha. Chị nào muốn ăn kèm thêm thì mua 5.000. Cứ 5.000 bịch bánh tráng này giùm Tú em. Tú Nguyễn lên số cơm cháy 5.000 đó lộn. Tú Nguyễn lên số giùm em. Con gấu này em tặng 19.000. Lên số đi chị. Tặng 19.000 nha. Chốt gấu trắng. Cam bộ là gì đâu hết rồi. Rồi cái này tặng 19.000 chốt giùm em mã siêu nhân. Tú Nguyễn lên số đi chị ơi. Rồi cái này chốt giùm em nam 2 hồng nhạc chị Tuyết Vân. Rồi cái này chốt em ạ. Nam 2 29.000. Nam 2 29.000. Bộ này còn mấy bộ để sale rẻ cho mình luôn. Sale rẻ cho mình luôn nha. Ồ cái đàm này tặng cho cái mình 65.000. Gấu hồng hết rồi. Nè, 65.000, đầm này làm thiết kế luôn. Gấu trắng này chính chị Ngọc Cảnh Bùi. Đầm này làm thiết kế thì mấy chị em nhà mình ơi. Đầm thiết kế dùm cho em luôn. Tặng 65.000, mua tặng mẹ. 65kg đổ về vừa. 65kg đổ về vừa. Gấu 19 chốt ai chưa? Không, nam 2 cho chị Bùi Nguyễn. Nam 2 cho chị Bùi. Nam đen 29 một hồng nhạc chốt cho chị Dũng Hoàng. Trắng chốt ai cho em? Trắng 19 chốt ai chưa? Còn xin nha. Đàm 65 cho Trương Tuyết Vân. Đàm 65 mình còn mấy em coi chốt cho My Quyền. Tặng hết luôn cho mấy chị luôn đi. Nam đen 29 á. Còn cái nam đen bên đó lẻ lẻ còn nhẹ. Rồi cái này chốt em mã. Rồi cái này chốt liền em đi. Mã nhũ đen 19.000 đồng. Nhũ đen 19. Nhũ đen 19. Bao nhiêu vậy chị? 60.000 em. Rồi chúc em mã hoa vàng đi cả nhà ơi.
sao nó bùng bùng lỗ tai dữ không. Rồi 19.000 nha, chốt em hoa vàng 19. Rồi mã này chị nào lấy chốt giùm em, má ơi nó đẹp. Rồi tặng cho mấy chị mình 25.000, chúc em von hồng 25, von hồng 25 giùm em. Rồi cái đầm hồng nè 35.000, bà nào lấy chốt giùm em đầm hồng 35.000. Má ơi nè tôi giùm em cái đầm body đi, mặt đẹp lắm luôn nha các tình yêu ơi, thiệt sự luôn á, cái hàng này là hàng xịn. Cả nhà mình ơi thấy em không chấm chấm đi mấy chị, không thấy comment ngay à, lúc nó ẩn nó có hiện là sao vậy trời. Rồi chốt giùm em ạ, đầm 35.000 đồng nha, chốt em ở đầm body 35, ẩn hiện là sao vậy trời. Rồi bộ này 65kg đổ về vừa, 45.000, chốt giùm em bộ dâu, bị cái gì vậy mấy ông ngoại ơi. Rồi bộ dâu giùm em, nãy giờ bà Tú Nguyễn lên số chưa mày? Quăng cái đồ nó nghe tao bán nó hỏi nhiều tao đau đầu quá à. Đầm hồng chị Lạc Mỹ Hạnh, bên hồng chị Hồng Hảo. Rồi bộ dâu giùm em 45.000, bộ dâu còn mấy bộ. Má mua có bộ đồ 35.000 mà xin số điện thoại muốn mòn con nước miếng luôn. Uống miếng nước hay chưa, nãy giờ khô nước miếng rồi. Rồi 35.000 bộ lụa sọc cam giùm em mấy chị nha, bà nào lấy chút sọc cam, sọc cam giùm em 35.000. Mua hàng có cái nhiệm vụ chốt mã không cho cái số điện thoại không mà, là cái số điện thoại em. Bộ dâu chốt chị Lưu Điểu. Rồi 29.000 đồng nha, chốt giùm em ạ. Đáp vàng 29.000, sọc cam chốt chị Võ Thị Thanh Hằng. Theo dõi vài năm rồi mua chị, cảm thấy không tin tưởng mình theo dõi vài năm, mới theo dõi 5-10 năm mình mua, 5-10 năm mình mua cũng được. Còn cảm thấy mà kiểm tra thì ra chợ ra shop mua bộ 90-150 gì mặc cho nó sang chảnh. Rồi chốt em áo vàng ha, áo vàng chị Len Ca. Rồi đây là cả nhà mình nói đáp vàng 29.000, chưa đủ tin tưởng thì đừng có mua, theo dõi vài năm mà mua, theo dõi vài năm mà mua mấy má. Rồi 29.000 chốt giùm em mãi là áo trắng nam 29.000, bán cái áo là mới bán 350 cho nãy giờ, giờ mới thấy chị chút là mã khác nha chị. Áo vàng như Trần Thùy Trâm, còn áo vàng không em. Rồi cái này chốt giùm em thỏ đen giùm em đi mấy chị nghe, thỏ đen giùm em, thỏ đen tặng 25.000. Trần Thùy Trâm lên số chị, thỏ đen tặng 25. Cái mã đen đen là mã gì đó? Đáp vàng còn không em? Rồi cái này tặng 25.000 nha, chốt giùm em trắng nam, trắng nam giùm em. Rồi cái mã này nha 29.000, chốt em mã theo đen, đứng comment nữa rồi mấy chị, theo đen giùm em. Áo vàng hết rồi, tự nhân viên cô còn không chốt cho 29.000, cái này là hàng theo giùm em, nam nữ mặc được 29.000, chốt theo đen 29, theo đen giùm em 29.000. Rồi 25.000 chốt em mã gấu đen 25, gấu đen giùm em 25. Trắng nam chị Trương Tuyết Vân, hết áo vàng rồi. Chị My Trà nè, không nghe đơn 300.000, bên em không có bán nữa chị. Rồi cái này chốt giùm em mã là mã đôi giày 29.000, đôi giày giùm em 29.000, đôi giày giùm em 29. Rồi cái bộ này bà nào lấy chút em bộ lũng nè 39.000, trắng 25 chị Trương Thư, 60kg 39.000, bộ lũng đỏ. Đôi giày cho Trần Thùy Trâm. Rồi cái này chốt giùm em ạ, lũng xanh 39.000, lũng xanh 39, đôi giày còn không? Đôi giày nè, đôi giày chị Ngọc Cảnh Bùi, theo đen chị Trương Tuyết Vân, gấu đen chị Loan Trương. Rồi 39.000 lũng dâu, lũng dâu giùm em đi 39.000, lũng đỏ cho chị Lưu Điểu. Số 25 còn không? Rồi cái này chúc em mã lũng tím, lũng tím giùm em nha, lũng tím 39.000, lũng dâu cho chị Len Ca. Loan Trương lên số chị, đúng nãy giờ hả chị? Đôi giày hết rồi, rồi bây giờ còn lũng tím với lũng giày lũng xanh, lũng tím với lũng xanh, còn lũng tím lũng xanh, lũng xanh tuyên nhất, còn lũng tím. Rồi Kitty tặng cái nhà mình 29.000, bà nào lấy chốt giùm em ha. Kitty giùm em đi 29, Kitty 29.000, cho chị mấy đôi dép là đủ ri lên em, đủ ri.
ri luôn ấy, đủ ri. Rồi cái này chốt em ạ, à, lẫn dâu hết rồi còn lẫn tím thôi nha. Em bị bùng lỗ tai mấy chị ơi. Rồi bộ 45.000 đồng. Bộ 45.000, 60-65kg này để em xeo lỗ luôn nha. Rồi bộ dâu 45. À lẫn dâu hết rồi. Bộ dâu 45. Rồi bộ này xeo cả nhà mình 80.000. Giúp em xếp sọc. Thôi bị xịn sò luôn. Bộ này em có đăng hình đẹp lắm luôn. Loan chưa thấy số. Nè cả nhà, xếp loe chất không đẹp không lấy tiền. 80.000. Lẫn xanh là chị Phương Lê. Rồi em còn bộ lửng tím nha mọi người. Bộ dâu 45 cho Huỳnh Thủy. Rồi bộ này, cái sọc này 60kg vừa, 45kg vừa. Nó co giãn chất gân đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Xếp loe chốt liền đi đẹp lắm luôn á. Em nói thật sự, cái bộ này rất đẹp. Em sale có 80.000 cho mình thôi. Xếp loe 80 cho Phương Idol. Áo nam còn Kitty chị Trương, Trương Tuyết Tuyến Vân. Rồi chốt thì em. Bộ dâu này 45.000 đẹp lắm. Chốt đi. Còn hai bộ thôi, không hốt ổ có mấy bà. Dâu này nè, đẹp lắm luôn. Phân to nữa nha, các tình yêu. Lộ quần to túi giùm em nha, chốt giùm em. Bộ dâu 45 chị Loan lên. Lấy áo đủ màu ở đây đi bé. Được. Rồi 19.000. Chốt cho em mã 3D19. 3D19 giùm em. Rồi cái này chốt em 19.000 thái trắng đi mấy bạn. Thái trắng giùm em 19.000 thái trắng. Rồi quần rêu này chị em nào lấy chốt 70kg đổ về vừa. 70kg đổ về vừa. Chốt giùm em mã quần rêu để trả mang con nghe. 70kg chốt em quần rêu 3D cho lúc chi tỷ. Rồi đạp bầu 35.000. Mỹ gì? 3D chị Mai Nguyễn. Lúc khi tỷ mua hàng không đem số thôi đi chị đừng có chốt nữa. Nữa này tới bả nó là khá biêu đi. Mệt giả mang luôn trời. Rồi chốt em đạp bầu 35.000. Thôi bị đẹp luôn. Đạp bầu 35. Cái này nhiêu tiền hả em? Đạp bầu Trần Thùy Trâm. Còn đôi bầu hả? Rồi em tặng 35.000 đôi này cho mình luôn đi. Lúc khi tỷ mua hàng lên số không má. Rồi cái đôi kẹp đen này em tặng 35.000. Áo trắng 19 cho chị Võ Bích Thư. Lúc khi tỷ không thấy số chị, không có đừng có chốt nữa nha. Đừng có bấm một cái gì nữa hết nha chị. Không có số đừng bấm bất kỳ gì hết á. Rồi 35.000, 36, 37, 38, 39 cho mẹ. 35.000 đôi này nha. 35.000. 35.000, 36, 37, 38, 39. Dép có size, làm ơn dép comment cái size vô giùm em nha mấy chị. 35.000, 36, 37, 38, 39 giùm em. Làm ơn mua dép comment cái size. Dép 35, 39 thì chị bánh trôi nước. 39. 35.000. Xếp sọc cho chị Trương Thư. 39 còn đôi nào nữa không? Mấy đôi 39? Rồi còn một đôi 39 giúp chị Mai Nguyễn. Trời má ơi con gấu. 29.000 chút gấu trắng còn thơ thì đẹp. 29.000. Còn đôi 39 nữa không? Rồi chút em dép 35.000 xa vô. Rồi nhanh tay dùm em. 29.000 đồng dùm em ha. 29.000 gấu trắng 29 dùm em. Gấu trắng ấy chị Lên ca làm thiết kế chị nào lấy chốt giùm em. Đúng rồi em, mai nhân viên chốt. Rồi đầm giùm em nha cả nhà. Đầm tặng 25.000, 55kg khóa kéo có hút ngực giùm em. Đầm bộ này còn con bộ nữa rồi, lấy giùm em luôn nha. Nè có 45.000 này em xeo lỗ á, phơm to lắm mấy chị, 65kg vừa luôn. Gấu trắng chị Loan Trương, gấu trắng chị Ngọc Cảnh Bùi. Rồi chốt giùm em nha, quần có túi bộ dâu em còn có bộ luôn mấy bà. Ai lấy hút giùm em đi nha. Còn một bộ duy nhất luôn. Một bộ duy nhất luôn. Đầm cho chị Ngọc Cảnh Bùi. Bộ cho Mina Diệu. Rồi 29.000 chốt em ảnh Loan. Loan Hồng 29.000. Loan Hồng 29.000 giùm em.
Rồi cái này chút em mã tím. Ủa lộn, mã thái trắng. Ủa dâu mình hết đúng không em? Thái trắng 19 ngày coi còn không nhau. Quăng mấy đồ bé lẻ lẻ bên đây qua cho chị luôn em. Bộ dâu hết. À, con ở đây. Bộ dâu. Bộ dâu để em coi còn không? Còn mấy bộ em? Chung nói chứ trời. Còn tàu quá. Lan cho Nguyễn Linh Trang. Bộ dâu cho chị Lanh Nguyễn. Coi thử còn mấy bộ dâu nha. Dép chéo xe luôn có màu đen không? Nếu có lấy xe 36. Dép chéo màu đen có xe 36 không em? Quang hết tập lẻ lên cho chị đi. Rồi vậy là hết bộ nghe mọi người, đi lên bộ khác cho. Với nó còn cái gì chưa chốt đi. Đi dâu em. Rồi chương với U10 em tặng 5.000. Bà nào lấy chúc em mã U10 5.000. Bộ dâu hết rồi, bây giờ còn hai bộ đỏ nè mấy chị yêu. Hai bộ đỏ đi, bà nào lấy đỏ chút đỏ giùm em. Bây giờ còn đỏ nha, 60-65kg. Bây giờ còn bộ đỏ, bà nào lấy đỏ chút em bộ đỏ. Rồi bà nào lấy bộ xanh là chốt em mã bộ xanh. Bộ đỏ với lại bộ xanh giùm em nha, chốt em bộ đỏ với lại bộ xanh. Bộ đỏ bộ xanh còn hai bộ thôi, 45.000 chốt. Ê, cái bộ cam này 80.000, như là có thêm ri nữa đây mấy bà. Là cam 80.000. Bấm 2 chén rồi. 2 chén thì bấm rồi mà. U mì 5.000 cho chị Chiến My. Chiến My lên số. Hai chén đưa lên lại đi. Lũng đỏ chốt Ngọc Hải. Xanh với đỏ chị Lanh Nguyễn. Cho em coi Chanel trắng sao luôn cho chị. Chanel trắng còn 37, 36 với ba mấy? 39, 33, 37, 36, 39, 55 nè. 37, 36, 39, 55. Đỏ với xanh nè. Em còn gì không? Đỏ với xanh có ngon nữa. Còn con nào nữa không? Hết rồi. Rồi đây mấy bạn. Bộ này nha, 85 nè. Bộ đen 85. Bộ này hồi chưa lai nè. Trời chốt quá trời luôn mà. Cứ nghĩ là ấy luôn mà. Còn ok nè. Còn ri luôn. Lấy 37 cho Như Phan. Đây. Rồi, bộ này phi size 45 cho đến 60-65kg vừa dùm em luôn. Chất đẹp giả mang, bộ xanh bộ đỏ hết rồi. Rồi 85.000, chúng em mặc bộ đen 85. Bộ này không đẹp không lấy tiền luôn, đẹp lắm luôn. À, cho em một đôi HM size 37. Cho chị một cái đôi HM đen lên chị like luôn đi. Rồi, bộ này chúng em. Có bộ đen với bộ hồng. Không anh với mình với ai với mình. Đi dùng hồng. Đen dùng hồng. Giờ là bộ đen còn gì đó chốt đi. Bộ hồng cho Mina Diệu là bộ này đúng mấy Diệu? 85.000. 85.000 bộ hồng giùm em. 85. Mặt mặt đẹp không ta đẹp. Cái này phải mút mặt mới đẹp nha, dễ thương không? Em mặt đẹp á. Màu hồng 85 với lại màu đen 85 chốt. Cái này có con đôi hả em? Bảo nhiêu 37 dài. 37 cho Như Phan. Hát mơ đúng không? Ừ. Thì ra hát mơ. Hát mì chưa chốt ai hát mà. Rồi cái đôi này có con đôi một hộp. Rồi cái đôi HM này 45.000. Có con đôi C38. Cái đôi này màu nó lạ lắm mấy chị. Có con đôi một C38. Sao tự nhiên tối nay bị bùng lỗ tai vậy mấy bạn? Mở ra miếng nước uống cho bé. Bùng lỗ tai nó cứ là đẹp 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 bên tai hoài luôn. Nè size 38 HM giùm em nha, size 38 HM 45.000 con đôi một luôn mấy chị. Có cái gì buồn của ta không? Còn thuốc hay thuốc rồi HM 45 là chị Kim Luyến. Size 38 luôn con đôi một. Đôi đen mình còn mấy size đưa lên chị. Rồi 19.000 thái tím nè. Tự nhiên tối nay bùng 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 lỗ tai như có ai kêu kêu em bên đây nè mấy chị. Rất là kẹt kỳ ghê không. Rồi 19.000 thái tím. Đưa đây. Rồi chú em trắng
thái trắng thì mẹ 19.000. Thái trắng 19, cái đôi đen này là 45.000, 36, 37, 38. 45.000, 36, 37, 38. Hắc bờ đen nè, 36, 37, 38. Ok ok, chị biết rồi. 36, 37, 38, 45.000 hắc bờ đen. Mà nào lấy thì chốt giùm em nha. À, tím chốt cho chị Ngọc Cảnh Bùi. À, thái tím ấy. Rồi Diệu em mặc cái set sọc này Diệu. Thái trắng chị Bảo Bình. Em mặc cái set sọc này bé Diệu ơi. Đẹp giả mang con ngang luôn. Trời ơi, thiệt đó chứ. Rồi set sọc này 80.000 thôi. Bà nào lấy hốt liền set sọc đẹp lắm luôn. À, kim tuyến lấy HM37 đen á em. Ok em. Chốt rõ dùm cái mã chúng mình mới mát. Chốt gì mà tầm bậy tầm bạ. Bà gì đâu. Thái tím thì chốt ai chưa? Con đầm nhung này em tặng cả nhà mình 25.000 luôn đi. Em bị gì mà ám cái đầm nhung này em like hoài luôn á cả nhà. 25.000 con đầm nhung này đẹp lắm luôn, hàng xịn sò Quảng Châu chứ không phải hàng thù nha. Chốt đầm nhung. Đẹp mà có tay à. Rồi, quần này 70kg đổ về vừa. Bà nào lấy chút em mã quần 70kg đổ về vừa, tặng 19.000 nha. Chốt mã quần. Ơ, đứa nào lại bỏ cái đi đây lên chị ta. Mã quần giùm em. Mã quần giùm em 19.000. Rồi con đầm hồng này body tặng 35.000 thôi đi. Đầm hồng giùm em. Cái gì? Đầm hồng giùm em 35.000 body, chốt đầm hồng 35. Rồi cái bộ này chưa like luôn. Rồi 85.000 hàng Thái nha cả nhà. Con này đẹp giả mang luôn á. 85.000. Chốt em mặc bộ gấu đen. 85.000 bộ gấu đen. Mấy cái này người ta bán 120 cho mình đó mấy chị. Ngày em bán 85.000 là mấy chị nghĩ. Body hồng cho Thùy Trâm 85.000 em bộ gấu đen. Rồi em có gấu đen với lại gấu vàng 85. Gấu đen cho Mina Diệu 85. Rồi gấu vàng 85 giùm em. Chất đẹp lắm, chứ không phải mà hàng mà chất tàu lao cho mình đâu. Yên tâm luôn ha, chứ không phải là hàng mà chất tàu lao cho mình đâu. Yên tâm mà chất luôn. Gấu đen, gấu hồng giùm em đi. 85.000 gấu đen, gấu hồng 85. À gấu vàng lộn, nó nổ điên mấy bạn. Rồi cái này chốt em mãi gấu cam 85.000, nó rồi em thùng. Gấu cam 85.000, không chốt là ổn luôn cái bộ này nha. Ta bán trăm mấy cho mình, không có mấy chục. Rồi cái này gấu cam 85. Rồi áo nhúng caro tặng cả nhà mình. Do là cái Facebook của Mai nó bị sao mấy chị, Mai nó giật ghê lắm rồi. Chứ không em nói thiệt luôn, có đủ hàng chốt cho mình luôn á. Rồi chốt giùm em 19.000 đồng. Mã sọc 19. Trăm ái nè, là bị gì đây. Mấy chị ơi, ăn đồ ăn vặt thì mấy chị mình nói giùm em nha. Em lên cho mấy chị coi nha. Không nghe máy đâu, 125.000. Mua lại một lần cuối cùng nha chị. Trăm ái gấu đen nè, 85. Nói chung chị là không nghe máy em đều gửi khách mua lại một lần hết á. Mà không nghe nữa là cô đi bó tay đó mấy chị. Vô phương cứu chữa. Rồi 19.000 đồng chốt em mã này, mã thái tím. 19.000 thái tím 19 giùm em. Thái tím 19. Rồi mã này loan xanh, sọc 19 chút lạc Mỹ Hạnh. 29.000 chút em bò xanh đi. 29.000 chút em bò xanh. Rồi 29.000 chút em bò hồng. Thái tím cho Di Di. 29.000 chút bò hồng. Thái tím với chị Len, Len Ca. Gấu vàng chút chị Ngân Nguyễn. Bò xanh chú chị Len Ca. Thái tím còn mấy cái em hết đúng không? Thái con cái một cái. Rồi loan hồng giùm em. Loan hồng giùm em. Rồi cái này ha, bộ bé nè, dễ thương dễ mang. Bò hồng cho Thanh Thị Nguyễn. Bộ bé dễ thương dễ mang. Bò hồng cho chị Len Ca. Chín còn hả? Em coi chị bò hồng còn không, cho chị cái bò hồng nhé. Hồng loan á. Bò hồng loan á. Thái tím còn nha, em chốt cho chị Ngọc Cảnh Bùi. Thanh Thị Nguyễn lên số. Ok em, bộ bé cho chị Võ Thị Thanh Hằng 25.000. Rồi tương tác lên em. Ê, cái này còn đủ size không em? Bò xanh mình còn không em? Bò
xanh còn đúng không? Lan hồng thì chị Ngọc Cảnh Bùi, bò xanh thì chị Tuyết Vân. Cái này là còn đủ size không em? Đủ. Còn chị giá đi. Giá như vậy chị Vân. Bò hồng của chị Phi Yến, bò hồng của chị Trâm Ái, Thanh Nguyễn Thị có số áo sọc kẻ chốt rồi. Bao nhiêu đầu đen? Nãy là nhiêu tiền quá rồi. 70 75.000 cho mấy chị luôn đi. 75.000 36 37 38 39. Cái này 5 phân. Đẹp giả mang chung. 75.000 36 37 38 39. 36 37 38 39. Hồi nãy chị lai khô gà cho ta, khô gà, bánh tráng khô gà ấy. Bánh tráng khô gà 45.000 đồng một hộp nửa ký. Cho chị có hộp bánh tráng khô gà. Nè, chốt em mã loan hồng với loan xanh em còn 29.000 mấy bà nha. Ok chị. Nè, loan hồng 29.000, loan xanh 29.000. Loan xanh là chị Thanh Nguyễn Thị. Đây loan hồng. Mịch cho đi mạng yếu sao nó giật. Kết nối yếu bếp gì mấy bà. Loan xanh là chị Mèo con. Kết nối yếu bếp luôn mấy chị. Nè, loan hồng, loan xanh Trần Thùy Trâm 29.000. Loan hồng, loan xanh giùm em 29.000 mấy bà nha. Hả? Rồi 75.000 xe 36 với chị Thu Trang. Ô con nhìn Nhung nè. Loan hồng cho Bích Phụng. Loan xanh cho chị Dũng Hoàng. Nhìn Nhung nè mấy chị. 37, 38, 39 với chị Trương Tuyết Vân. Còn không em? Em qua coi đi Như, Như qua coi Như. Qua coi giày còn không biết nữa chị chốt tiếp. Loan xanh là chị Loan Trương. Loan xanh thì Trương Tuyết Vân. Loan xanh là chị Lê Ngọc Phụ. Bò hồng chị Phi Yến. Từ từ để em coi dép em còn em báo nha. Ok Bích Phụng. Rồi nhanh tay mấy bà ơi. Nó bị đứng máy em mở lên coi bao nhiêu người xem. Em nó bị tụt view với lại nó bị đứng. Nó chớp một cái nó đứng người xem. Loan xanh là chị Tuyết Vân. Loan hồng chị Ngân Kim. Mở điện thoại lên coi mấy chị đang bao nhiêu người xem nè mấy chị. Bên em nó bị đứng. Vậy là bây giờ còn đôi 37. Từ từ 37 với chị Trúc Yên Huỳnh Duy. Rồi em còn đôi 38 nữa nghe. Rồi bây giờ ở dưới còn size gì đây? Còn size 40 hả? Vậy là còn một đôi size 40 thôi nha cả nhà ơi. Chúc mừng hôm nay 40 là size 38. 40. Size 40. Là số gì không? Ok chị Dân. Ok chị Dân Nguyên. Size 40. Có size 7. Cái gì mà đội hình nó điện dữ không? Cái 37 này là tao chốt rồi nè. Bảo Biêu có chưa? Thôi khác. Chị ơi khác khác khác. Ok 40 chị Trương tiếp vân luôn em hết. Phạm Quỳnh Như gì đây bắt máy lên tắt. Tắt máy lên tắt. Cùng Nhung chị Phi Yến 25.000. Loan xanh là chị Ngô Xuân Hoàng. Rồi tương tác lên giùm em mọi người nha. Rồi bộ nam trắng bơm cộng bộ 45.000 65kg chúc em nam trắng. 45.000 65kg chúc em nam trắng. Nam trắng giùm em. Rồi Loan mình hết đúng không em? Rồi cái này chốt giùm em. Bộ này tặng 35.000. Bộ đỏ giùm em 35.000. Em bị bùng lỗ tai quá các chị ơi. Rồi cái đầm này em tặng cả nhà mình luôn ha. 39.000 nha, đầm này 60kg vừa. 39.000 chốt đầm nu. Nam trắng chị Lạc Mỹ Hạnh. Áo này
này bà kia rồi nè. Bộ đồ chị bỏ hết xanh hàng 39.000 chốt em, 39.000 chốt em. Mã đây là áo kiển đâu. Rồi rồi có rồi nha chị Trương Tuyết Vân, quần nhung chốt rồi. Còn dép là đủ ri đem lên đi chị Như, ngay tay em nè. Rồi bộ lập thể em sale cho cả nhà mình 30. Ngay tay em cái đôi dép hồng nè. Lập thể sale 30. Với lại cái đôi dép kẹp cho chị sale lễ cho mình. Đầm nu cho Mỹ Linh. Bộ 35 thì chốt ai chưa? Ok thấy số. Nam chán thì chốt ai chưa? Rồi bộ lập thể 30 nè cho Võ thì Thanh Hà. Rồi em còn áo nâu cả nhà nha. Rồi đầm này tặng 19.000 với bà luôn. Đầm đen, đầm đen 19.000. U mì có vút ngực chốt đầm đen thì đen 19.000. Rồi đâu này. Ôi cái đôi này nó đẹp lắm mấy chị, nhưng mà hơi cao tiền chị, em nào lấy là đi bài luôn. Nâu 60kg vừa nha, chúc chị Lê Ngọc Phượng. Đôi này em chân cho cả nhà mình 99.000. Ai mà bán cái đôi này cho cả nhà mình đế trong, mũ trong nha, đính xoàng 99.000 đồng. 36, 37, 38, 39 chúc em 99.000, là thể chúc rồi. Lê Ngọc Phượng lên số chị 99.000, 36, 37, 38, 39 chốt nhanh tay nghe mà liền. Đẹp một giả mang con nghe 99.000, cô ạ được giả mang. Đạp đen 19 chị Dũng Hoàng. Em chốt dép HM37 chưa? Chưa chị Nguyễn Thu nè, dép HM37 còn không em? HM37 chị Nguyễn Thu. Rồi đây nè cả nhà ơi. Má ơi coi. Bộ này tặng cả nhà mình 35.000 đi. Giờ bán vừa tặng 60-65kg 35.000, chúc em bộ vàng 35. Bộ vàng dùm em 35.000. Ủa cái bộ ngố sơ mi đây tôi nhớ chưa tôi like hết mà sao đâu đi chứ đây. Ôi là trời, em hồi chưa em like hết mấy chị, giờ còn bộ này. Rồi anh chân cho cả nhà mình nha, bộ ngố sơ mi này. Ôi là trời. Bộ vàng là chị Thu Ba, Phi Yến có số. Rồi bộ ngố sơ mi này nha, 60kg đổ về vừa giùm em. Cô bé vừa tặng cho cả nhà mình bộ này nha, 60.000 nha, chúc em ngố sơ mi vàng 35 hết. Ngố sơ mi giùm em đi 60.000. Chị bán vừa tặng luôn đó mấy chị, ngố sơ mi. Rồi, mã này chị em nào lấy chốt đầm 2 dây. Đầm 2 dây tặng 35.000. Ngố sơ mi chốt chị My Lan mang. Chị Ngân Nguyễn em thấy nha. Rồi, 35.000 chốt em đầm đen 35.000. Đầm đen 35.000. Rồi cái này tặng 25.000, 82kg, bà nào lấy chút nha. 82kg chút liền tay. 82kg tặng 25.000, chút em bộ bông hồng. Bộ bông đỏ, bộ bông xanh. Bông nào cũng được đi mấy chị, khỏi chọn bông. 25.000, sale tặng lỗ rồi khỏi chọn bông luôn nha mấy chị nha. Khỏi chọn bông giùm em luôn nha. Đầm đen chút ai cho em? Đầm đen là chị Trương Thiền. Nó khỏi cột cho chị Lai luôn. Rồi chút nha. Áo gấu trắng còn mấy cái, gấu đen chốt rồi, bông đỏ cho Mỹ Hạnh, đạt Mỹ Hạnh. Rồi cái mã này 29.000, gấu trắng như quá đi. Bộ bé chị Len Ca đẹp lắm. Rồi cái đôi này tặng cho cả nhà mình, tặng cho cả nhà mình đôi này, vừa bán vừa chân cho vui và vui cửa. 20.000 được không? 20.000 đi, lỗ cũng chơi luôn, tặng cho mấy bãi, cho mấy bãi vui. Có mấy đôi hả? 20.000, ba mấy ta? Cái này mang ở nhà hay là mình mang đi với giá? Bộ hồng này cho chị Nguyễn Thu. Bộ bé 20.000 đô này, ta 6, 7, 8, 9 rồi. Ta 6, 7, 8, 9. Mã chi ơn 20. 20. Chi ơn 20. Ai chia sẻ mấy chút nha. Không chia sẻ là không có. Gố chán chú chị Thanh Nguyễn Thị 29.000. Cái này còn mấy cái thôi mấy chị chốt nha. Gố chán 29.000 vải đẹp giả mang con nghe luôn. Gố chán 29 thì mình. À, gấu trắng chị Uy Na. Rồi, đầm bầu chi âm 38 là chi âm 20.000, xe 38 chị Thu Ba. Gấu trắng chị Phi Yến. Gấu trắng chị Phi Yến, đủ chưa? Dép ở sau lưng bên tay phải của chị có 37 không?
tay nào? Dựng lên tao đâu này, tao không biết tay nào. Màu gì, nói màu em, màu gì? À 38, 39 chút cho chị Tuyết Vân. Hết 38, còn 39 cho chị Tuyết Vân. 36 chị Thu Thu Nguyên. Còn đâu 36. Cô giấy giá cho đỡ buồn. À cô giấy giá chị. Cô giấy giá cho đỡ buồn. Rồi đầm bầu tặng 25 ngàn. Chú em bầu bơ. Còn 36 hả? Còn đâu 36 hả? Hết 37 hả? Rồi chị vừa cầm lên. À đâu đây hả? Đâu đây còn xe 37, 85 ngàn. Xù nâu, đẹp dã man. 37 á. Không có xe 37 hả? Hay sao? Đảm bầu với chị Trần Thùy Trâm. Gấu trắng với chị Võ Thị Nở. Đảm bầu 25. Gấu trắng 29 ngàn, còn mấy cái thì mấy bạn yêu nha. Ngày đồ bé là ai muốn lấy thì chốt. Gấu trắng. Đây nè mấy chị. Bé nè, 12kg đổ về, mấy chị mình chốt nhanh đi được đó. Nha. Trời ơi ha, 12kg đổ về, 13kg đổ về tặng 25. Cho em 3 cái gấu trắng nha, ok chị. Một cái. Ok còn một cái lấy chút cho chị Trương Tuyết Quân luôn. Hết rồi, cái hồi nãy 5 cái. Còn gấu trắng dưới xuống lấy, kêu một đứa lấy chị đi. Gấu trắng cái Thu Ba. Gấu trắng chị đưa một mẫu xuống cầm lên lấy. Gấu trắng cái Thùy Trâm. Xuồng nâu cũng có 35, chị còn 37. Bộ bé cho Nguyễn Thu. Bộ bé này mấy chị nha, không có chọn màu. Thì có đôi 37 mà đôi 35 thì đâu có 35. Thì không có 35 chứ sao trời, mấy con đây. Một bé Thu Trang. Nó đòi 35 mà mình đâu có xe 35. Dép 37 hết rồi. Đôi màu trắng sau lưng là đôi nào chị? Đôi này hả? Đôi này là 60 ngàn. Đôi này là 60 ngàn giùm em. Rồi cái đầm màu nè, 35 ngàn. Trời má nó đẹp giả mang luôn trời. Đầm màu nâu nha, 35 ngàn. Chốt đầm bầu. Một bộ bé size nhỏ nhất cho Phun Trang, ok chị? Phun Trang là có rồi hả? Dạ Phun Trang có rồi nha chị ơi. Tương tác chấm chấm lên giùm em mấy bạn nha. Rồi cái này ha, đẹp chưa? 25 ngàn đuổi vàng. 25 ngàn đuổi vàng giùm em. Xuồng có 36 không? Xuồng đó em còn 33, 37 là đôi á chị, 37 á, còn 37 không? Hai bộ bé hai màu cho Thu Thiên Nguyên. Hai bộ hai màu. Xuồng còn 37 á. Áo vàng 25 chút chị My Lan Ma. 25 ngàn chút em mã kiểu vàng. 25 ngàn kiểu vàng giùm em. Kiểu vàng hết rồi. Đôi màu hồng bao nhiêu? Đôi màu hồng nè chị 77 ngàn. Rồi caro giùm em ạ. 19 ngàn caro tiếng. Ok chị gọi thì nhỏ có số. 19 ngàn ca đầu tiên. Rồi cái này chốt thêm em à. Đẹp giả mang. 9 ngàn đồng turu xanh. 9 ngàn đồng turu xanh. 29 ngàn năm trắng. Để bà nào lấy chốt. Áo vàng chịu chốt Trương Tuyết Vân. Đây mấy bà ơi. Nam 29 ngàn. Nam đen 29. Con này mặc sang chảnh. Nam đen 29 giùm em. Nam đen 29. Xanh 9 ngàn chị My Lan mang. Rồi, đầm bầu tặng 19 ngàn chốt bầu xanh. Đầm bầu em tặng 19 ngàn. Chốt em bầu xanh 19 ngàn. Cao tiếng thì Dũng Hoài thì Dũng á. Đen là chị Thu Ba. Còn vô như cho chị. Rồi U 19 ngàn chốt em bầu U 10. Đầm bầu chốt chị Trần Thùy Trâm. U 19, U 15 ngàn chốt U 10 có 2 cái. Bầu xanh chốt ai cho em rồi đúng không? Vậy em còn cái bầu nâu thôi nha. Áo ren 9 ngàn chốt ren. Xanh 9 ngàn chốt ai chưa? Nam thì chị Lê Ngọc Phượng. Rồi chốt em ren 9 ngàn. Nam. Nam cho Hoàng Lan. U10 chốt chị Bảo Bình. Ok chị Trương Tiếp Vân không có lấy vàng chị cứ mở ra dùm chị giúp em. Rồi nam chị nam đen 29 ngàn. Nam đen 29. Nam đen còn ít cái bà là lấy chút. Bà nào vô sâu chị cho lại có cái bộ sọc này nha, bộ lê sọc. Xả ra bà không lấy. Nam chị Uy Na.
Nam đen chị Bảo Bình. Còn nam còn hai ba cái thôi. Ủa mình với chị Ngân Nguyễn. Rồi 35.000 bộ lụa, 60kg 55kg vừa. 35.000 chúc em mã gấu. 35.000 chúc em gấu vàng. Không có sai. Bảo Bình xả cái ô mì ra đi. 5.000 mà đồ sai nữa. Có 5.000 mà đồ sai, 5.000 bán lỗ lồ con. Rồi cái này chúc em 35.000 gấu đỏ. 35.000 gấu vàng xả cái ô mì của Bảo Bình ra đi. Ô mì có bạn, ô mì của Bảo Bình có xả nó hết nha. Chị đơn thấy xả nó hết, không có 5.000 mà đồ sai gì. Nam mai chỉ có chị Vy Trinh 5.000 mà làm gì 50.000. Ok bà Diễm lên ruby. Rồi gấu vàng giùm em 35.000. Bộ gấu lụa 55-60kg vừa. Em có gấu vàng 35.000. Rồi gấu đỏ giùm em 35.000. Gấu hồng 35.000. Vàng đỏ hồng giùm em 35.000. Và gấu xanh. Gấu đỏ chị Đỗ Ly. Gấu xanh 35.000. Gấu vàng 35 đây chị Nguyễn Diễm Ngọc. Gấu xanh nè. Giờ vàng hết nha. Xanh 35. Nè vàng toàn bộ nè. Cho chị sóc nâu. Gấu xanh thì chị Đỗ Ly. Rồi bây giờ em còn hồng với đỏ. Xanh còn nè. Gấu đỏ chị sọc nâu. Sóc nâu. Nay đồ có 55-60kg rồi. 65kg bay vô chốt chơi vậy hồng. Rồi còn gấu xanh nè. Gấu hồng với lại gấu đỏ, xanh hồng đỏ cho mấy chị 35.000. Xanh hồng đỏ gì nè. Xanh hồng đỏ. Này có bộ 35.000 chút xanh nọc. Vi Trinh có số chưa? Nhìn coi view Vi Trinh có số chưa? Vi Trinh. Rồi cái này chốt giùm em đi. Gấu hồng, gấu xanh, chị sóc nâu. Rồi cái bộ này chốt xanh ngọc. Bộ này chốt xanh ngọc. Xanh ngọc cho Đỗ Ly. Rồi bộ này phi size giùm em. Ai lấy chốt em bộ đây là chất đen 80.000. Bộ này phi size đang hot hồn hộp luôn. Bộ cái này là cái gì đây? Chân váy hả? Chân có bộ này chân váy nè. Rồi cái này chốt em xếp đen đây mấy chị. Ủa nó bị lỗi đó. Đi chữ lỗi bỏ vô. Mấy chị gửi lại. Xanh nhọc có bộ. Rồi chốt em mã xếp đen 85.000 dùm em. Chị em nào vào sao chưa mua được cái xếp này thì chốt cái xếp này đẹp lắm luôn á mấy chị. Đẹp lắm. Rồi xếp đen dùm em. Nam đen chị Tâm Thanh Tịnh. Rồi chốt giùm em mà bên em đóng hàng đủ chứ không có thiếu đâu chị nha. Nhà có camera mà. Nếu mà mấy chị nào mà báo hàng thiếu á, cứ chụp bill lại bên em coi camera lại quay cho mấy chị xem ha. Nhà em đóng đủ chứ không có thiếu được. Rồi set này 85.000 chốt set. Set đen 85. Rồi cái này chốt giùm em set vàng 85. Set đen 85, set vàng 85. Rồi đẹp giả mang cái set lê này luôn mấy chị. Nhìn cái quần đẹp lắm luôn. Đen 85, vàng 85 chốt thì mình. Rồi gấu trắng, bắt đầu lấy chốt gấu trắng. Lại đi đứng nữa rồi. Rồi gấu trắng thì em đi mấy chị. Mấy chị em nhà mình ai mua đồ ăn vặt nói em lên cho chốt nha. Rồi chốt em nè, gấu trắng. Xếp không em. Rồi gấu trắng thì em đi 29 nè. Gấu trắng 29. Xếp đen là Hoàng Lan đẹp lắm. Hốt xếp đen xếp vàng. Rồi áo Thái 19.000. Thái 19.000 chúc em Thái trắng 19. Thái trắng 19. Em mua nguyên bộ đi, mở cái áo em lấy cái quần. Cái quần chị mặc cho. Rồi áo von đỏ tặng 15.000. Ai lấy chút von đỏ 15. Gấu xanh gấu hồng 63kg vừa không. Gấu xanh, gấu hồng là gì nãy giờ tao lại không vừa đâu chị.
Mua hàng mình nghe rõ số ký đi mấy chị. Dép trắng ở sau có màu đen chị. Có màu đen. Rồi 15.000 chốt Volca. Rồi đầm màu bơ tặng 19.000 chốt em màu bơ. Đầm màu mắc tiền lắm luôn đó mấy chị. Nó bị dơ dù dặn dù đen xíu. Màu bơ 19.000 chốt màu bơ. Rồi cái này chốt dùm em. Đầm body hồng 35.000 chốt em body hồng. 35.000 đồng chốt body hồng 35. Hết thấy comment rồi. Đúng rồi. Màu bơ chị Trương Hiền. Ăn vặt tôi bán dai. Nó chán với chị Tâm Thanh Tịnh. Rồi bây giờ em lên lại một lần đồ ăn vặt nha. Có nhiều chị chưa biết em bán đồ ăn vặt, để em lên lại một lần nữa mấy chị ha. Rồi quần này 19.000 đồng 60kg vừa nha, đẹp giả mang. 19.000 60kg vừa chúc em quần thun. À, body chúc chị My Trân. Đồ ăn vặt em lên lại nha mọi người. Von Cam chúc chị Diệp Lê. Đây nè. Cơm cháy khu gà 45.000 một củ như thế này nha mọi người. Cơm cháy khu gà 45.000 một củ như thế này nha. 45.000. Bầu bơ chúc em lên số chị. Von đỏ chị Nga Nguyên. Quần thun chúc chị Trương Hiền. Diệp Lê có số. Rồi, 45.000 một hộp cơm cháy khu gà mình ăn cả đời luôn mấy chị. 45.000. Xong rồi tiện dụng với cái hũ đựng nữa nha. Mít sấy gì mẹ. Mít sấy gì mẹ. Chuối sấy. Chuối sấy gì mẹ em. Chuối sấy 45.000 một bịch nửa ký. Chuối sấy 45.000 một bịch nửa ký như thế này gì mẹ. Rồi. Được. Cái này á là chè Dũng Nha. Nè mấy chị coi giùm em nha. Nó mà mịch đường không bao nhiêu. 15 hỗn hợp trong này. Chè Dũng Nha. Gấu xanh một bộ. Gấu xanh gì? Hết rồi chị. Nè. Chè Dũng Nha. Không Hoàng Lan. 39.000 một bịch như này. Đường phèn nói chung 15 món nấu trong này luôn. Là chè Dũng Nha 39.000 giùm em. Đó, chị nào mà lấy cái nào thì lấy cái đó nha. Rồi, bánh tráng mắm ruốc 25.000 đồng một bịch. Chị em mình thấy không? Bánh tráng mắm ruốc chị em 25.000 đồng một bịch, ok chưa? 25.000 một bịch. Rồi. Khô gà lá chanh giùm em. Khô gà lá chanh giùm em. Nửa ký 80.000. Ok đấy, màu đen 37, 38, 39. 60.000 chị Trương Tiếp Vân. Nè. Khô gà lá chanh giùm em nha mọi người nhé. Đó, khô gà lá chanh. Thanh Thị Nguyễn xã đơn đi em, kiểm tra hàng nè. Báo tôi nói nè, đem đơn của Thanh Thị Nguyễn vô, kiểm tra hàng luôn, bơm hàng nè. Cảm thấy không tin tưởng thì mình theo dõi vài năm mà mình mua nha. Theo dõi tầm 5 năm vậy á, 10 năm vậy á. Rồi chết xuống lỗ rồi mua. Còn cảm thấy mà không tin tưởng rồi vô chốt tầm bậy tầm bạ một đống đồ nha. Lết cái lồn ra chợ mua, ok không mọi người? Lết cái lồn ra chợ mua, cái thứ gì cũng có hết. Thanh Thị Nguyễn. Chuối sấy cho Thu Trang. Khô gà người ta bán nè. Trăm mấy em bán 80.000 thôi mọi người nha. Rồi cái này á là bắp lắc khô gà 45.000 đồng nửa ký. Bắp lắc khô gà giùm em. Lấy một hũ khô gà là lấy hũ khô gà 80.000 cho bà Hoàng Lan. Bắp lắc khô gà giùm em 45.000 một hũ nửa ký. Ok chưa? Rồi, cái này á là chuối dẻo giùm em. Chuối dẻo giùm em nha cả nhà. Cái này là chuối sấy dẻo. Là 4.000 một hũ nửa ký. Rồi, me giùm em. Me Lào giùm em. Me Lào giùm em nửa ký 30.000. Me Lào nửa ký 30.000. Rồi ca cao nửa ký là 45.000 đồng. Ca cao nửa ký là 45.000 đồng. Cái đó màu đen nó còn sai gì em đưa lên chị like luôn nha. Đen nè. Rồi. Cái gì em? Me 30, me 30. Rồi tiếp. À, Hoàng Ly. À, bu tá giao hàng không bắt máy. Rồi đưa cho con nghe cố ý bơm hàng. Chị ăn ở xong để bu tá nói chị cố ý bơm hàng chị Hoàng Ly. Rồi tiếp. 15.000 áo nam. Áo nam. Ủa bà lấy cái đâu ra đen đây mà.
À cũng được. Cơm cháy bịch còn. Em ơi, em xuống với em lấy chị Nguyên bịch nguyên đây đi. Hồi chưa khui hết, chị kìa Nguyên nguyên chỗ tay em nè. Cơm cháy bịch còn nha. Đây là cả nhà nguyên một bịch là 10 bịch. Nguyên một bịch to là 10 bịch nhỏ như vậy nè mấy chị, là 50 ngàn. Còn bán lẻ là cứ 5 ngàn là một bịch. Ai muốn lấy thì cứ chốt cơm cháy bịch nha. Cơm cháy bịch. Rồi, ca cao chút thì nguyện liễu. Dạ có nha chị. Cái dép này mình màu đen còn xe 40 không em? Nói khang cả họng, khang cả tiếng mà trong phim á thì mấy chị bán món đồ là có ngàn không? Cái hũ ca cao á người ta bán cho mình nè 60 ngàn, nhà em bán có 45 ngàn má ơi. Mất hồn luôn á. Có 45 ngàn à, là còn coi nữa. 10 bịch cho chị heo điệu nè. 10 bịch ghi vô, lấy cái bill ghi vô như. Đó là 10 bịch cơm cháy đó là 50 ngàn, ghi vô như vậy đó. Rồi cái này chốt thì em đẹp giả mang chưa? 15 ngàn. Hai hũ ca cao ra bill chưa? 15 ngàn chốt thì em. Gì bao nhiêu? Em ơi, em đem xuống cho ông anh kiểm tra Hoàng Chu Ly nhận hàng chưa? Cô tá lên nhận thấy vậy kiểm tra liền luôn. Đem xuống đi Dư. Khi một đứa ngoại đem xuống cho ông anh coi. Nè. Tặng 9.000 đồng. Em tặng 9.000 đồng. Chốt thì em nhanh tay. Size L, mã 1. Bà dục lên đây là đồng một cánh ba. Cùng lấy chốt cho đi. Đồng một điện cho bà kia sau bà. Quá. Chị đang lai mà tụi bay thì bay. Mã 1 cho Thu Nguyên Nguyên. Rồi cái này chốt em nè. Tặng 5.000 mã 2 size S. 5.000 mã 2 size S dùm em. Nhận rồi sao không chưa khóa đi. Để hoài trên đó. Có không khóa người ta đây. Rồi chốt giùm em mã 3 size M 9.000. Size M mã 3 9.000. Rồi cái này 5.000 đồng size S chốt mã 4. Cái này có mấy cái em theo tặng cho cả nhà mình đó. Ok chị ơi, chị coi gì chị? 5.000. Chị ơi cho xem dép sau, dép sau chị xem màu gì? Rồi đây cả nhà ơi, một con nam LV đẹp chưa? Mã 3 cho chị Tú Long nè cả nhà. LV trắng này tặng 29.000 luôn. Bà nào lấy chút LV trắng. Rồi cái tờ cuối cùng cái HM đen còn không? Còn xe gì để đây đây, lấy đâu. Rồi mã 3 chút ai chưa? Chị Bùi Nguyễn chút giùm em cái mã đi chị, chị chút M9 không biết cái gì nữa. Cái đâu này nè. Rồi chốt giùm em LV trắng 29.000 chị Uy Na. LV trắng 29.000 chốt em có mấy cái nè. LV trắng 29. Rồi cái này chốt em nam đen 29. Trắng nam nữ mặc được hết chị. Áo này nam nữ mặc được hết giùm em. Rồi nam đen 29. Rồi bộ bé 25.000 giùm em. Bộ bé 25 12kg đổ về giùm em nha. Chất đẹp lắm. Màu trắng còn size 37 không? Màu trắng còn size 37 chị nha. 60.000, người ta bán 100 mấy, nhà em bán 60.000 thôi. Lượng hàng không đẹp thì nghỉ chơi nhau luôn nha chị nha. Rồi, bộ bé đẹp giả mang. Tặng 25.000, chúc em bộ bé 12kg đổ về. Nam đen cho Thu Nguyên Nguyên. Rồi trắng nam bà đầu lấy chút. Đẹp chưa? Má ơi. Rồi trắng nam giùm em ai lấy chút trắng nam. Rồi quần này mấy bạn. Quần đuổi này tặng 35.000 cho mình luôn. Đẹp giả mang luôn, phi size. Quần đuổi là mấy chị biết cái chất của nó rồi nha. Đẹp giả mang con nghe. 35.000 chút em quần đuổi 35. Quần đuổi giùm em 35. Rồi cái này chốt giùm em nè. Đầm hồng. Đầm bầu hồng tặng 19.000. Đầm bầu hồng tặng 19. Nam đen là cho Nguyễn Trà My. Trắng nam cho chị Lê Ngọc Phụ. Quần đuổi cho Diễm Lê Ruby.
mấy chục ly. Đây đây nè. Đảm bảo cho Hoàng Lan. Rồi, 25.000. 55 kg chút chung mấy chục ly, còn 2 cái. Chung mấy 25 cho Nguyễn Linh Trang. Rồi u mì 5.000 đồng. Chốt em ạ, u mì 5.000. U mì 5.000. Đặt cho cái đó mà hỏi kiểm cho hàng. Ừ, nhắn kiểm cho hàng người ta hỏi luôn ngay từ đầu. Đây chị xả luôn em. Tráng nam cho đủ ly. U mì 5.000 thì sao băng. Rồi đặt bầu tạm 25.000 chốt bầu hồng. 25.000 màu hồng. Còn một cái chân váy 25.000 nữa đúng không? Dục hai cái, dục một cái. Thành ra cái kia 5.000 đó. Còn cái nó có cái gì dục mệt không? Có cái ship không? Không bầu cho Uina. Sao lại hai cái ô mì đó, tụi bay tìm sao lại bỏ cho được hai cái ô mì đi. Hai cái chân quấy. Hai chân quấy 25.000 á. Dục một cái mà bệnh nó không. Còn một cái đi. Đấy, thấy gì đấy, không thấy mà. Ôi, có gì đâu, dục bệnh nó đang ở đây. Rồi 25.000 chúc em bầu xanh. 25.000 chúc em mã bầu xanh 25. Chị sao ba tao quăng xuống dưới một cái nó mở bì còn một cái là chị ra nó mốt đem lên đây nè cho đứa cho ba nào cũng ba nào nó xả đấy. Rồi chúc em mã gấu 25.000 chúc gấu trắng. 25.000 gấu trắng giùm em. Rồi chân váy hết rồi nha. Rồi Loan này, cái này là hàng con đây là nó kiểm tra kiểm tháng này xả nó mới chạy. Rồi Loan xanh giùm em. Loan xanh giùm em nha mấy chị ơi, 29.000 ké. Cháu chị Bích Liễu Lê. U mì còn ly nè em. U mì 5.000 còn mấy bạn. Em đưa chị cái. Em đưa chị cái. U mì 5.000 chị Tú Long. Đây cả nhà. Sơ mi 35.000, chúc em sơ mi 35. U mì 5.000 em còn mấy bà nào lấy chúc em u mì 5.000 nha. U mì 5.000 giùm em chúc u mì 5.000. Nè gấu nè. Nè đặt 3-4 cái gấu này chịu nổi đời không? 3-4 cái gấu. Gấu trắng chúc ai cho em. Gấu trắng nè. Rồi gấu trắng mới tặng 25 luôn đi. Đặt 3-4 cái gấu trắng luôn nè. Gấu trắng 25 cho Minh Tâm. Rồi 25.000 gấu trắng. Đặt cái đồ kiểm hàng em biết kiểm gì. Thêm một cái ông bì chị sao ba. Đã biết kiểm gì luôn. Rồi Loan Hồng 29.000. Loan Hồng 29.000. Gấu trắng cho Bích Biểu Lê. Rồi một con áo khoác nè. Tặng cả nhà mình đi. 40.000 chúc em khoác đen 40. Gấu trắng còn cái đúng không? 40.000 khoác đen 40. Còn cái gấu trắng mà đầu lấy chốt nha. Lo hồng chị Thu Ba. Lan xanh chúc chị Tuyết Vân. Còn quần em tặng 19-10.000 đi. Quần màu lan xanh hết. Ở dưới còn không? Kim nó xuống dưới nó lấy. Ở dưới thấy còn 2 ri dưới kia nó xuống dưới lấy. Quần màu 10.000. Còn gấu trắng mấy chị ơi. Còn cái gấu trắng 25.000.
Em mới ăn cơm cháy khô gà ngon tuyệt, chị ơi, xứng đáng đồng tiền bát gạo. Cảm ơn chà Lan Liên nha. Rồi, 29.000 em quy trắng. Ngon đúng không? Quần trắng 10.000 mi lan ma, do là chị cũng ăn mà nói chung mình cũng ăn. Thưa chị, thiếu không? Không hay sao? Rồi, LV trắng tặng 29.000, nam nữ mặc đẹp giả mang. LV trắng, lon xanh em còn mà là lấy chốt thì em lon xanh nha. Phát chốt thì Ngô Xuân Hoàng. Rồi, cơm cháy á, em bán có 5.000 bịch, người ta bán 6.000-7.000 mấy chị nha. Em bán có 5.000 bịch này thôi, có 5.000 một bịch thôi, người ta bán 6.000-7.000-9.000 rồi. Đấy, nấu trắng thì đổ ly còn cái nấu trắng đây. Giờ thèm ăn quá. Rồi, loan xanh thì em 29.000 nha. Loan xanh thì khu 3, ở dưới còn mấy cái vậy em. Ê, cái đáp thì đẹp lắm mấy bà. Cái đáp này nè, nam nữ mặc được 29.000. Chúng em là đáp trắng nha. Đáp trắng giùm em đi. Nè, đáp trắng. Loan xanh chúc chị Uy Na đủ chưa? Có màu đen 40 đó. Dục lá, cái chút là có. Loan xanh còn mấy cái đó, còn hai cái đúng không? Còn cái lon xanh nha, đắt nam cho Hoàng Lan 29.000. Em còn cái lon xanh đó chị nè, cơm cháy 5.000 bịch, ai muốn mua mấy bịch thì nói em lấy vô nha, kèm vô đồ cho mấy chị luôn. Rồi đắt trắng giùm em 29.000 cho Ngọc Cảnh Bùi, đắt trắng chị Bích Liêu Lê. Rồi đắt trắng bắt đầu lấy chốt em 29.000, nhanh tay giùm em. Còn cái này còn mấy bộ lẻ lẻ áo von nè cả nhà, 15.000. Chúng em von đỏ nè, 15.000 von đỏ, 15 loan xanh còn cái chị Nguyễn Trà My, thêm một cái đất trắng cho Hoàng Lan nè. Rồi 35.000 cơm cháy 5 bịch là 25.000 chị Ánh Xuân. Rồi chốt giùm em mã này, má ơi nó đẹp chưa, 35.000 gấu hồng. Em còn gấu hồng với gấu đỏ. Chị Hoa Vo là lựa thêm không lựa đơn 54.000. Bữa nay không có lựa thêm nữa nha em chị, không lựa thêm nữa nha. Đắt trắng chị Hoa Vo đồng ý thì em đi hàng. Đắt trắng là chị Ngô Xuân Hoàng đồng ý thì em cho em bán cho chị, còn không đồng ý thì em xả luôn. Chứ để lựa thêm 54.000 để hoài không lựa. Đắt 75kg vừa chị. Rồi 35.000 chúc em gấu đỏ. Để mất công tốn giấy tốn một tốn bì. Gấu hồng cho Kim Huy. Còn bộ gấu hồng với lại bộ gấu đỏ ok chị. Rồi kiểu vàng nè, 25.000. Ai lấy chút em mã kiểu vàng 25.000. Kiểu vàng giùm em đi 25.000. Cơm cháy có 5.000 một bịch thôi nha mấy bà. Đẹp luôn á. Đắt trắng nó chị đủ ly. Áo von đỏ 65kg vừa nha chút chị Ngọc Hải. 45.000 bên em đi đô. Áo nam 70kg vừa. Rồi đầm u mì bà nào lấy chốt, gấu hồng 35 chị Nguyễn Thí. Đầm u mì tặng 25.000, 55kg vừa giùm em ha. Tặng 25.000, 55kg chút em đầm u mì. Đầm u mì. Rồi mã này tặng cho cả nhà mình chốt đủ 9.000 đồng. Chốt em mã bi đen 9.000. Bi đen 9.000 tặng luôn. 5 bì cơm cháy chị Hoa Vo. Rồi ai lấy chốt giùm em buồn hồng 65kg về vừa. 65kg đổ về của nha, 25.000 quần hồng. Và đồng ý quần hồng, chốt quần hồng. Rồi chè dưỡng nhan đó mấy chị là 39.000 một bịch nha, bịch to giùm em. Chị em nào mà muốn trời này nó nóng nực lắm mọi người, mùa nắng mà mình nấu một bịch như thế này nè mấy bà ha. Đó đường phèn to, tóc tàu, tóc đồ nói chung đầy đủ trong này một bịch như này 39.000. Người ta bán 60 đó mấy chị, em bán chỉ có 39 thôi. Bi đen chị buồn em, ai lấy chè dưỡng nhan thì chúc em mã chè dưỡng nhan. Rồi quần sọc hồng 19.000, chúc em sọc hồng 19. Em còn bi trắng 9.000 hết rồi chị. Bi trắng 9.000 nha, chị em nào lấy chúc em mã bi trắng 9.000. Tương tác lên giùm em. 5 bì cơm cháy cho chị Đỗ Ly. Áo trắng nam 70kg vừa nha chị. Là sao em không hiểu, bi đen hả chị? Bi đen hết hả em? Bi trắng. Hả? Ủa, bi trắng. Bi đen hết hả chị Nha Nguyên? Một bịch bánh tráng mắm ruốc cho chị Thu Nguyên Nguyên. Kiểu hồng và chị Nguyễn Thị Thu Thảo. Bánh tráng mắm ruốc là 25.000 đưa chị em. Bi trắng là chị Kim Thuy. Sọc hồng và chị Ngọc Cảnh Bùi.
Đáp chán chị Trúc Yên Huỳnh Duy. Bánh chát mắm rút ở 25.000 đồng. Cái tiểu hồng gì? Cái gì? Tiểu hồng. Đưa bà bánh chát. Chị ơi, tiểu hồng là cái gì? Thu Thi Nguyên gì? Tiểu hồng và đậm hồng em. Đậm hồng á. Một bịch bánh chát mắm rút thế này là 25.000. Đây tôi chưa ăn thử món này mẹ ơi. Ngon lắm không? Hay về quốc luôn. Mai cũng mua cái ngồi tạm nhé. 25.000 một bịch nghe. Nhìn chẳng tiên chị. Xem lại xếp chè. Đây xếp chè nè. 15 vị trong đây nha mọi người. 39.000. Rồi lên tiếp. Được tiền 25.000 này với khách. Đây lại. Đôi dép màu hồng xoay. Xoay 36, 77.000. 77.000. Xuống dưa tiền mà anh cầm thôi. Nè, cắt ra ăn. Cơm chế 4 bịch cho buồn em. Em xin bì chuối dẻo Nguyễn Thị Thu Thảo. Đỡ đây lát bữa chưa. Một đôi màu hồng size 36 không em. Chị chốt thì chị chốt thì em cái đó luôn đi chị. Rồi 5.000 đồng chú em mã ren. Ren 5.000. Ren. Ren trắng 5.000. Rồi chốt giùm em mã ren cam 5.000. Nói chung là đầy đủ hết. Mấy chị em mình thích ăn cái gì nói em là em lên cho mấy chị em mình mua liền nha. Mình coi rồi mình mua. Nói chung em bán giá nó rẻ dã man luôn mấy chị. Em bán đủ em ăn luôn mà. Em bán ăn hàng đây không đủ em ăn luôn mấy chị. Cái bịch chuối dẻo nè cả nhà này 40.000 nửa ký. Còn me nè mấy chị 30.000 nửa ký me. Đó mấy chị nha. Ren 5.000 chị chưa hiền. Rồi 19.000 đồng chốt giùm em. 19.000 đồng chốt giùm em sọc. Áo trắng nam 70kg 2 cái chú chị Nguyễn Bảo. Rồi đây nè mấy chị 29.000 trắng nam mặc đồ chút LV. Cam cho Ngọc Hải. Áo sọc cho chị Sao Văn. Mấy bà yêu cho em ơi. LV giùm em. Lấy hộp chú dẻo cho Hoàng Lan. Lấy đồ ăn hàng bỏ vô bì hết đúng không em. Rồi cái này chốt em nam. LV nam thì em đi còn mấy cái là mấy mắt. Ren trắng hết rồi. Ăn đi tụi bay mua tụi bay ăn cho tao kém miếng nó ngon không. Ngon chịu thua nè. Ngon chị. Dép cu si màu trắng. Xuống lấy cái bó hả. Dép cu si màu trắng lấy gì ta. Một bịch cơm cháy. Chị ơi bịch cơm cháy là chị lấy bịch nhỏ 5.000 hay sao chị Thảo. Bịch nhỏ 5.000. Còn cơm cháy khô gà là 45.000 giùm em nha. Chị chốt đi chốt lại nè. Bi trắng em chốt ai cho em. Hai set chè chị Nữ Nguyễn. Bị chốt. Sọc chốt rồi. Rồi tiếp. Hai set chè hả? Hai set chè dưỡng nhan em. Một bịch chè dưỡng nhan chị Thu Ba. Rồi 35.000 nào bên tặng luôn. Chú em đầm đen 35. Đầm đen 35. Cái đầm này em tặng chân cả nhà mình nha. 65.000. 65.000. 65kg mua tặng mẹ giùm em. Đầm trắng. Tao mệt quá. Đầm trắng với chị đọc lại em. Tao đang căng thẳng, tao đang mệt cho bay. Rồi chốt giùm em. Đẹp dã man luôn ha. Ô là trời nó đẹp. Rồi đầm đỏ giùm em. Một bịch nhỏ cơm cháy nha chị Thị Nguyễn Thị Thu Thảo. Là một bịch 5.000 em ghi vô. Đầm 65 cho Hoàng Lan. LV là cái gì vậy em? LV là LV là cái gì? Dạ em không có học được. Đầm 35 cho chị Tú Long. Áo trắng LV cho chị Đỗ Ly. Đầm đỏ 65 cho chị Bùi Em cái. Bên đây là còn màu đen với màu tím. Lấy xuống chị xe cho người ta luôn. Đỏ có. Còn rồi tặng 19.000 chốt đầm thơm. Tặng 19.000 55kg chốt đầm thơm. Đầm đỏ là mắc tiền ở đây nè. Đưa vui thật quá chị luôn. Rồi em không có hạt điều chị ơi. Do hạt điều em không có ăn. Em không thích ăn hạt điều nên không có bán. Em bán cái gì mà em ăn được á mấy chị. Là em bán. Tại vì hạt điều em không thích ăn nên là em không bán.
Đỏ đầm thì 39.000, chúc em đầm hoa. Đầm 39.000, chúc em đầm hoa. Đầm hoa 39. À, cho em đôi dép màu trắng size 37 là đôi này đúng không em? 60.000. Đúng thì chốt giùm em ạ. À, đôi trắng 60.000 size 37 nha. Đầm 65 chị Trương Tuyết Vân. Nãy mới lên đổ đô đúng không em? Rồi đầm 65 đổ đô là hết nha mọi người. Em tặng còn một khác từ rồi chút. Hoa cho Hoàng Lan. Đôi trắng 37 chị Dương Phương. Hoa đi. Ok chị. Ok chị. Rồi bây giờ em còn làm đỏ tươi 65 nha. Này 65 chứ đúng rồi, đang vừa luôn mấy chị em nhà mình ha. Mình chốt đi. Tự nhiên giờ thèm ăn dữ không? Thấy thì nó ăn ăn mình cũng thèm luôn á bà. 65 ngàn đỏ tươi. 65 đỏ tươi giùm em đi. Đẹp lắm. Này để em tặng luôn mấy chị, không có lời lãi ngàn bạc lỗ luôn. 65 đỏ tươi. Này 65 tím, 65 xanh. Này đây hàng xịn đó mấy chị ơi. Mình đi. Sáu năm tím và 65 xanh giùm em. Đây là tặng cho mấy chị luôn, không có lời đâu nha. Rồi ai lấy thì chốt em tím có một cái nha. Rồi bên đây xanh hết. Tím với lại xanh. Ôi tặng có 65 nghìn cho cả nhà mình không? Đẹp lắm luôn. Tím với xanh cho Hoàng Lan. Bốc đi. Rồi đôi dép bé. Tím hết rồi. À còn tím chưa? Tím mấy chị phơi. Xếp đi, xếp đi. Xếp đi quên. Tím mấy chị Thanh Thiện. Đầm tím mấy chị Hoa Huân. Đầm tím mấy chị Thu Ngô Thị Liên. Xanh chú chị Ngô Nguyễn. Xanh cho chị Mỹ Nhung. Rồi này 35.000, còn xe 36 thì bà nào lấy chút. 35.000. Trời bị gì vậy ông ơi? Đầm xanh chị Hoa Huân, em bị gì mà buồn ngủ tay dữ vậy trời. Tiếp với xanh này chị Trương Tuyết Quân. Làm đang sale lỗ luôn mấy chị. Lỗ không còn một cái gì gọi là lỗ luôn á. Tao đưa cho mày rồi luôn á. Mày tự xử mày cầm chứ chị với chị quăng cho một cái chị đưa cho em á. Là em tự cầm em tự xử cho em hỏi là chị thua á. Má cháu tao khi mà tưởng mình giục mất đây nè. Đầm tím đầm xanh là cho chị Trương Tuyết Vân. Tím xanh như lấy cho em. Đầm đỏ chị Hoa Huynh. Một cơm Mỹ cháy lên số. Mắm rút. Một bịch cơm cháy mắm rút của chị Bích Hiểu Lê. Dép bánh mì có 38 không chị? Dép bánh mì còn xe 37 không ạ à, em? Còn 37 không ạ à? Đầm tím với chị Bùi Nguyễn. Dép bánh mì em còn. Em ơi dép bánh mì mình hết xe 38 rồi luôn. Còn 37 không ạ à? Còn 37 không ạ à? Em coi chị coi. Có phải còn 37 không ạ à? Ngân Nguyễn có số rồi. Giết bánh mì má ơi. Giết bánh mì nè. Rồi chưa like. Ok chị Mỹ Nhung có số. Ok. Giết bánh mì còn 37 thôi mấy chị. Đôi này tặng 35 ngàn này. Ở dưới nó còn sai nhiêu với em? 37, 39, 38. 36, 37, 38, 39. 35.000 kẹp trắng. Em theo tặng luôn 35.000 kẹp trắng. Rồi đôi dép cho bé nha. 35.000 xoay 25. Dễ thương quá. 35.000 xoay 25. Đó, dễ thương giả mang. Chúc bé nha. Rồi đằng có cái màu xanh đen này mọi người. Còn ướt con đồ nữa chứ. Nói nói cho làm liền đó. Cái này liền chút có ăn không? Mấy hết không? Ở đây nhậu chưa tiêu. Giết bé cho Phạm Thị Lương. Ờ, xanh đen có một cái một này 65 cho bà Hoàng Lan. Rồi đầm đỏ 65 này còn mấy cái bà nào lấy chút. Giết trắng C38
35.000 chị Tú Long. Con ngô thì liên lên số chị. Cầm đỏ giùm em 65.000. Cầm đỏ giùm em nha mọi người nha. Cầm đỏ 65kg mặt vườn. Rồi em qua mẫu. Còn mấy cái à? Ai mà lấy đồ ăn vặt gì mấy chị nói cho xem nha. Rồi tiếp mã này 45.000 đồng. 60-65kg vừa, 60-65kg vừa, 45.000. Chúc em bộ đỏ. Em còn bộ đỏ với bộ hồng hai bộ. Đỏ với hồng hai bộ. Đẹp giả mang. Cái này là phông to 65kg mình hốt vô giùm em luôn nha mọi người. Ở cái đầm đen này còn cái. Đầm đen này có cái. Đầm đen 65.000 có cái rồi mấy chị. Ai lấy chốt em đầm đen 65. Rồi. Đầm đen là Hoàng Lan. Để hồng chị Bích Liễu Lê. Rồi cái này chốt em tặng cho mình 25.000. Đầm đen hình như mình còn ở đây đúng không? Coi giống không? Một cặp rồi. Đầm đen chốt với chị Hoa Huynh. Đầm đen chốt với chị Phi chứ. Đầm đen là chị Buồn em. Bộ hồng là chị Mui Nguyên. Bộ hồng còn không em? Bộ hồng có bộ không? Ừ, còn bộ đỏ. Còn bộ đỏ nha. Hết hồng rồi. Hết hồng. Đẹp. Hết hồng rồi còn bộ đỏ thôi nha. Còn hai bộ đỏ 45.000. Thêm một cái đầm tím thì Trương Tuyết Vân 65kg mặt vườn. Chị gấu đen, gấu đếm như đây nè, đặt hàng xong hỏng nhọn. Đen 65 là chị Mini Hansi. Áo đen 25 cho chị Lê Dung. Áo đen này tặng 25.000 con cái. Áo đen 25 hết rồi. Còn nhiêu đó thì chị tặng hết. Còn hả? Thấy cái cặp đủ mới rồi. Rồi gấu 29.000 chốt gấu trắng. Đầm đen là chị Trương Tiến Vân. À, dép bánh mì em còn có xe 37 à. Nếu mà chị mang vừa thì em để cho chị coi nha. Mini Hansi lên số. Áo 25 hết rồi. Đây đen này. Mini Hansi lên số kìa. Có đen 25.000 con cái một mà. Có được xuống. Cái chữ đó em trồng rồi cầm ri sao em đưa chị luôn không? Đây 29.000 gấu trắng nè. 29.000 gấu trắng. Giờ mới vô coi được hết mã đẹp rồi bà nậu. Hết mã đẹp rồi. Gấu trắng có 3 cái 29.000. Giờ sớm giờ làm cái gì giờ gần nghỉ rồi nên mệt đó bà. Rồi cái này chút em ạ. Mua hàng lên số, có số thì có đơn. Rồi cái này chốt giùm em mã là mã trắng hình 29.000. Trắng hình. Phi Yến hả? Em không nhớ luôn á, hình như là không hay sao á chị. Ô là trời, điện thoại không vô pin mày. Ừ, trời. Chán tụi bay quá chán. Tôi tắm. Rồi cắm về. Rồi chốt em trắng hình giùm em đi 29.000. Rồi đen chữ nè mấy bạn. Rồi 29.000. Con người xem là tôi nói lái. Còn nhiêu nha. Không chị. Chị đang like. Đợi chị một chút đi. Không like sao ạ? Đang chửi chị Trân Vĩ. Trời ơi. Ngày mai mày gọi đơn cho cái bà gì đi. Đau đầu quá. Cái nào cũng nhắn nhức đầu lắm. Đang chửi chú Hoàng Lan.
hết đen chữ, đen chữ hết đúng không em? Rồi đen chữ theo rồi mấy chị, đen chữ hết rồi còn đen chữ theo. 29.000 chốt đen chữ theo, 29.000 đen chữ theo giùm em. 29.000 đồng chốt đen chữ theo. Rồi cái này chốt giùm em nha, tặng 25.000, 55kg đen chữ theo chị Thanh Hiển, 25.000, 55kg nha, chốt body xanh. Rồi cái này chốt em mã đó là mã u mì, đen chữ theo cho Hoa Huynh còn không em? Còn rồi. Đen chữ theo cho chị Tuyết Vân, body xanh cho chị Sao Băng. Rồi 25.000 cho em body đỏ nha, cái này đẹp lắm. 25.000 body đỏ, còn 238 cái đầm này nè, body đỏ cho Hoàng Lan. Cái đầm này mấy bà ơi tặng cả cho mình 39.000 bo đó mấy chị, chứ không có bán, họ chốt không còn cái luôn. Đầm dập ly 39.000 chốt em mã này là mã dập ly cha. Rồi cái quần này tặng cho mình 5.000, 5.000 nha bà, đồng lấy chút em quần 5.000, quần 5.000 giùm em. Rồi cái này body đỏ còn cái cho Hoa Hôn. Rồi 25.000 chút em mã lụa, 25.000 chút em mã lụa giặt ly trắng chị Len Ca. Chị em nào muốn coi mã mặt thì nói em cho coi nha. Quần lấy gì em? Đen chữ theo chị Tuyến Vân, quần này đẹp nhất anh chị, quần cho chị Thanh Thủy. À 25. Rồi chú giùm em mã này, body đỏ hết rồi, còn hả đi. Rồi mã này chú giùm em ha, 25 trắng phải gì đâu ta, 25 trắng chị Lê Hằng, body cam giùm em với chị 25 nè. Cái này 65 ngàn còn có cái Lê Hằng lên lại số gì không chị? Lê Hằng lên lại số chị ơi. Rồi 65.000 đầm đen giùm em đi, đầm đen giùm em 65.000, đầm đen 65. Rồi cái này chốt em đầm ok chị nè, cho chị ở đâu phong em đầm sọc 65, đầm đen 65, đầm sọc 65. Mẫu này chị lai, đầm đen là chị Thanh Thủy. Dép trắng có xe 38 không? Cái đâu này 60.000, còn xe 38. Còn xe 38 60.000. Xe 38 60. Váy xanh gì em không hiểu chị ơi. Rồi Kitty tặng cho cả nhà mình 29.000 chút Kitty đen. Hồng 65 là gì vậy em gái? Hồng nào mà 65 trời, hồng nó 25.000 đó chị. Hồng nó 25.000 có 65. Rồi cái này chốt giùm em ạ, đen giùm em 29.000 nha mấy bạn, đen 29.000 có một ly đen 29, hồng 65 gì vậy chị. Rồi cái này chốt em trắng 29, đen 29.000, trắng 29.000 thôi đi vậy, nam nữ mặc được giùm em, form đẹp lắm. Trắng 29.000, đen 29, 29 cái chị Thiên Nhi Hen Si, đen 29 với chị Thu Ba. Rồi trắng với đen 29 thì mời em đi mấy chị nghe. Trắng với đen 29 thì mời em. Không có đầm ren chị. Hết rồi chị khỏi coi. Nghe mà like rồi là không có qua mẫu lại, không có coi mẫu lại chị. Rồi cái quần màu tặng 10.000, chúc em quần bơ. Rồi quần bầu em tặng 10.000, chúc em quần bơ 10.000. Cái này để cho bà Hoàng Lan luôn đi. Rồi 19.000 cô gái trắng, này là một cái bơ bên xã mẻ. 19.000 cô gái trắng nữa. Rồi cái này 15.000, nam xanh giùm em 15.000. Rồi đầm bi, cô gái 19 thì chị Thanh Hiển. Đầm bi đen trắng 29, một cái thì chị Nga Phan, một đen một trắng em. Trắng này, đen
Nam xanh chú chị sao băng. Cô gái có một cái thôi. Rồi đàm bi giùm em 35 nè. Chú em đàm bi 35. Đàm bi 35 giùm em. Đàm bi cho Thu Thảo. Rồi cái này chân váy ô mì tặng 5 ngàn. Anh nào lấy chút em mà ô mì 5 ngàn. Rồi cái này chút em 19 ngàn áo kiểu bơ. 19 ngàn áo kiểu bơ vậy nè. Chị nào muốn xem đồ ăn vặt thì nói em nha. Rồi cái này chút nè. Hai ai chút đồ muốn ăn thêm món gì thì nói nhân viên nó bỏ vô nha mấy bạn. Rồi đầm này 25 ngàn chút em mà công chúa trắng 25. Công chúa trắng 25. Ô mì để chị Hansi. Con gấu đen nè. Con gấu đen mà nào lấy chút. À sữa tắm 95 ngàn chai. Nãy giờ em quên like đó mấy chị. Bữa nay em bệnh mấy chị đau lưng quá. Thơm quá à. Sữa tắm 95 ngàn mấy chị gái ơi. 95 ngàn 800ml. Công chúa chị Ngọc cũng đủ. Dép trắng còn size 37 không? Dạ còn chị 60 ngàn. Nghe. Dép trắng còn size 37 60 ngàn. Em ơi, hồi nãy giờ còn mấy đôi giày lẻ nào đâu đem đây chị bỏ lên cho em khách hỏi giày quá trời. Nãy giờ cứ nấu đen hay chị Hansi. Nấu đen 29. Sữa tắm 95 ngàn đồng 800ml. Thơm giả mang nha. Thơm lắm. Mấy chị yêu của em ơi thơm lắm. Công chúa em. Rồi gấu đen 29 ngàn cho cắn thử miếng ngon. Gấu đen cho Nguyễn Tiên gì ăn mà. Ăn gì mà tụi bay rùng nè. Ủa là trời, đưa đây. Nó nhiễu luôn đây. Đi, lấy cái miếng này nè. Cái miếng rớt này nè. Ủa nó đỏ. Làm đi. Không buồn quá. Cái gì thế hả? Còn gấu đen. Cô đem qua chút Nguyễn Tiên thôi em. Lốt lốt hậu. Cô đem Bích Liễu Lê. Chưa. Cô đem Nguyễn Tiên. Cô đem Thanh Hòa. Cô đem gì bà lợn. Họ chị. Dạ. Để em dặn mấy nhân viên làm đơn thủy lại xíu nghe. Thêm một gấu đen chút chị Nguyễn Tiên. Đủ rồi. Gấu đen chị Tuyến Vông. Ngon ghê mấy chị. Gấu đen thì đang ngon. Gấu đen nghe khen. Ngon ngon. Đã quá. Trời chưa ăn thịt sao gấu táo. Gấu đen thịt ở trên. Rồi còn mấy sai em. Bên đây có con trời. Chút đơn là đi rồi. Đây là 86 ngàn hả mấy chị? 248. Đôi bánh mì màu đen 86 ngàn. Chịu nào lấy chút em bánh mì đen kèm sai. Dạ chị, tôi ăn nhiều quá, tôi đang coi tôi nói. Đôi này nha em có đủ sai mấy chị. 86 ngàn nha mấy chị. Đủ sai 86 ngàn. Một chai sữa tắm á chị Bích Liêu kia rồi nói với bay. Mặt ơi. Con đi mua không ăn kệ. Ăn đi. Không. Mày biết con mặt không? Mày gì? Nó ho mà mày bắt nó ăn. Cái gì đây? Ủa? Ăn cái đó vô nó ho lắm em. Đấy đó. Mặt ơi. Ướp ơi. Đồ em đang bận hết rồi. Một chai sữa tắm đó chị Bích Liễu Lê lấy chưa? Đâu. Dép trắng size 37 60 ngàn là chị tốt bạn. Ok chị. Rồi. Cái này còn có một đôi một hai em. Cái này nè. Ủa cái này chị lấy hồi nào mà chị còn đôi. Bữa qua nó bơm. Nó bơm nè. Đôi này hả? Trời ơi trời 85 ngàn. Dép trắng kèm size vô chị Trầm Dung ơi. Cái đôi này 85 ngàn bơm. Rồi bây giờ em xả bơm thì cả nhà mình 75 ngàn. Đôi này có đôi size như đây.
Con này xe 35 mấy chị. Y là trời mua dép rẻ nhà mình đi bơm chi vậy mấy bạn. Em nói thiệt sự 35 xe 35. Đôi xuồng thấp giùm em nè. Đó, bánh mì thấp nè. 70 ngàn, có đôi một bạn rồi tiếp. Dép trắng kèm size chị em. Chè dưỡng ngang nè mấy chị ơi. Chè dưỡng ngang giùm em 15 vị nè. Bị lớn nha. Cái bịch đường phèn không là mấy chị thấy là nó rất là nhiều đồ trong này luôn. 39 ngàn một set chè dưỡng ngang. Rất là nhiều đồ trong này luôn. Dưỡng ngang 39 ngàn rồi. Tiếp, bây giờ em lên nha. Ok, đôi 60 ngàn nè. Dép trắng là chị Trần đang xe 38. Rồi. Ăn mặn mặn. Nó ngọt ngọt. Thôi cây cây. 29 ngàn đồng. Em like vài mẫu nữa bên em nghỉ nha. Rồi ăn cho nó mày là nói như vậy nè. Gì vậy? Không ngọt luôn. Chát sơ mi để mai mốt là về thêm chị. Ngày mốt về thêm. Không ngọt nó có một kiểu à. Chát sơ mi mốt về thêm. 29 ngàn trong gấu trắng nè mẹ. Cái sét sơ mi chất nó đẹp lắm mấy chị. Em nói thiệt. Cái đôi này còn đôi size 40 mấy bà. Mấy đứa 75 ngàn hả? Còn ủa nó mới có 2 đôi nữa nè. Đây. Này 37. Còn đôi 40 đó 37, 75 ngàn đôi này ở ngoài đẹp lắm. Mở cho chị đem. Rồi chốt cho em 29 ngàn gấu trắng. Dài chục nữa cho mấy chị, để em nghỉ nha. Em nghỉ mấy chị, em mang thịt bò, em ngủ. Rồi 19 ngàn đồng, chú em mã xét nè. 19 ngàn đồng, mã xét 15kg cho bé. Đôi này nè mấy chị, ba mấy em? 8. Còn đôi 38, với ba mấy nữa? 37. 37, hai đôi à, 75 mà em. Hàng xịn nè mấy chị. Đôi cao mà mấy chị mua 75 là hơi bị hờ, giá hờ lắm luôn. 75 nè. 75 nè. Đúng rồi. Ủa, lại đúng rồi. Chân váy. 40 chị Hoa Huynh 75. Còn mà sai nhiêu ta? Chị 19 chị Lê Hằng. 240 lên sai 38 á trời. Sai 38 chị. 40. Còn 38 với lại 37 hả? Còn 38 với 37 không có 40. Bọn bé 19 với Lê Hằng. Thêm hai gấu đen là chị Thanh Hoàng. Cái cặp gấu đen giục đâu mất rồi trời. Gấu đen còn 28. Rồi chân váy tặng cả nhà mình 9 ngàn. 60kg chốt chân váy đen. Rồi 15 ngàn. Chốt mẹ mã này mã von hồng. 75 ngàn xe 38 chị Lê Vũ. 38. Em còn đôi xe 37 hết 38. Chân váy đen cho Mỹ Linh. Lê Vũ lên số hả chị? Mình chém bắn rút nước răng giữa ta. Nước răng quá mà. Hay đừng có ăn cái nước răng lắm mấy bà. Tự nhiên ăn tự nhiên nước răng giữa ông nào. Nhức mắt. Trời gì vậy má. Nước rất ngon. Yếm bầu mấy bà. Tặng 19 ngàn nha con yếm bầu. Ai lấy chút yếm bầu. Đôi này em còn xe 36 nè mấy chị. Ai lấy không? Còn đôi xe 36 nha. 75 ngàn đôi này size 36. Bà nào lấy chốt giùm em. Gấu đen là chị Bích. Vỏ Bích Như. Gấu đen chị vỏ Bích Như. Chị đang like gần xong rồi. Đợi chị chút. Cái này like nó chán hay là bị gì? Yếm bầu nè. Cho Hoàng Lan. Lê Vũng thấy số. Còn mấy đôi nào lẻ lẻ thôi chị em. Lấy đôi 36 cho Hoàng Lan. Có bình chị chút chị nói cho nghe thư giá lại.
Đôi này em sale tặng cả cho mình 70.000 luôn. Đủ size không em? Cái này nè. Đủ size không? Đủ. Em đang cho nó bay sao không? Đâu ạ? Một đôi hả? Không phải. Rồi ở đây còn có một đôi em tặng 70.000. 70.000 nha. Size 38 đó chị. Ai hốt vừa mang liền. 70.000 size 38. Còn có đôi đôi em tặng luôn. Rồi HM này còn nhiều không em? HM. HM em còn 36, 37. 36 với 38, 45.000. HM đen. Còn 36, 38, 45.000. Giờ em like hết nữa rồi bên em nghỉ nha mấy chị. Em nghỉ em đi ăn. Đặt nhà hàng 5 sao rồi mấy chị. Mấy con tôm hùm đồ đặt khó không? Giờ chị xuống rồi nhà hàng luôn. Tới là ăn mua thịt đế, tôm hùm. Hát mờ đen kèm sai. Nói là nó đồ của mày ơi, tội tao. Hát mờ đen kèm sai 45.000. Ăn xong rồi đi bay. Đó đi sân bay. Hát mờ đen thì em nha, kèm sai mấy chị. Tội tao dự bay. Ê, bộ vé 19 nha, còn đồ vàng là mấy đó ai đấy chốt. Rồi bây giờ lết xuống đây luôn, từ lai đồ ăn vặt lần nữa mới nghỉ nữa. Hát mờ đen 37 cho Kim Nguyễn. Hát mờ 37 17 đâu có, 36, 38 mà. 36, 38, 37 chị. Dạ, ông Nguyễn cũng nói em cứ 37, bạn cũng mệt. Hát mờ 36, 38. Xin lỗi mấy chị nha. Giờ này là nó mệt quá rồi mấy chị. Nên là bị rung có con chim. Rung với con chim. Kim ơi Kim, Kim bay đâu mất rồi Kim ơi. Kim ơi Kim. Rồi 19.000 cái gì ạ? 19 giùm em. 19.000 đồng bộ bé. Giết 70 cho 38 mấy chị Lê Tê Bê. Kim ơi Kim ơi Kim ơi Kim ơi. Ê. Đôi này còn xe 39, 49.000. Rồi còn đâu đây lại luôn. Đôi này xe thì còn đây mai chốt. Xe 39, 49.000. Chốt em phải là mã sỏ ngó. Rồi cái này làm sao? Bộ bé chốt chưa? Chưa. Bộ bé chốt với chị Lê Hằng. Đôi này 85.000, còn xe 39 bà làm ăn vừa hốt liền. Rồi đôi này chốt giùm em mấy chị nha. Đôi này còn một đôi một thôi, giờ em không đủ hàng chia đôi này, em đang đau đầu nè mấy chị. Rồi đôi này kẹp xe 36, 35.000, chốt kẹp trắng. 36, 35.000 kẹp trắng. Rồi em lên đồ ăn vặt nữa, mấy đang nghĩ em đủ rồi. Đủ sai, kẹp trắng đủ sai nè mấy chị. Hả? Kẹp trắng đủ sai mấy chị. Rồi 19.000 đồng. Đâu có đâu, bánh mì để chị nhiều lắm em. Có nghĩa là giờ nó còn là một đôi đó. 19.000 chốt áo đỏ. Rồi giờ em lên đồ ăn vặt lần nữa nha. Đôi dép đen cao gót có size 40 không? Không chị hết rồi. Lên đồ ăn vặt lần nữa rồi mình ớt nha mọi người. Đỏ chị Thu 3. Xịt chống nắng là cả nhà 35.000 chai. Đôi 39 là 85 là chị Hoa Huân. Mã 39 là mã gì chị Nga Phạm? 39 là mã gì vậy? Phạm Mỹ Linh xả đơn đó, nào mà nó xả đơn. Nó có địa chỉ không nào, không biết. Có địa chỉ không nào, chị không xả lên đâu. Thấy có video hồi chiều chưa vậy? Trời ơi là trời. Để mấy đứa bay nghe, khách mà bán vốn mà bị xả đơn nữa là tụi bay chết tao. Năm đứa kia. Ra ngoài đó thông báo. Đừng có làm tào lao, tao không hay biết gì ạ. Tự nhiên đơn khách xả đơn là sao? Sỏ ngón muốn chín ở trường tiếp vân. Tự nhiên nó xả đơn người ta à trời. Coi làm cho đàng hoàng đi á, chứ không phải muốn làm sao là làm đâu. Không, người ta ngồi người ta lựa like cũng gãy cái tay, chứ không phải là coi like mấy tiếng đồng hồ cái tụi bay xả đơn người ta hả. 35.000 đồng cái chai xịt chống nắng dùm cho em.
35.000 đồng một chai xịt chống nắng thôi. Bây giờ em sẽ like lại cho cả nhà mình đồ ăn vặt một lần cuối nha mọi người nha. Rồi bên em nghỉ nha. 39 là cái gì vậy chứ ơi. Rồi bây giờ em like đồ ăn vặt mọi người ơi. Me giùm em. Bà ơi, sao tôi mua mấy món không thấy ai gọi vậy bà? Thanh Hòa bỏ. Hình như ít quá nó để lựa thêm á nha bạn. Nè, 30.000 nửa ký me. Chị em nhà mình ơi nha, me 30.000 đồng nửa ký luôn. Ăn đã đời mấy chị. Đã đời luôn. 30.000 đồng nửa ký me. Rồi, chuối xay dẻo giùm cho em. 40.000 đồng nửa ký chuối xay dẻo. Chuối này là chuối xay dẻo 40.000. Rồi cái này là 45.000 bắp lắc khu gà giùm em. Ăn ngon lắm mấy chị. Có vài chục ngàn bạc thôi cả nhà. Em bán á, xịt trong ráng chị tốt bạc. Em bán thực sự mấy chị là em ăn nhiều. Em ăn nhiều hơn là em bán luôn mấy chị. Rồi bắp. Bắp đây chị đây. Này cái gì ta nói mới bắp lắc khu gà. Bắp lắc khu gà má ơi 45.000. Giết đó chị, em không nhớ giết gì luôn. Rồi gà xé lá chanh giùm em 80.000 nửa ký. Khô gà xé lá chanh 80.000 nửa ký. Đó em cứ nói giá mấy chị muốn ăn uống cái gì mấy chị mình đặt vô bộ bán hết rồi. Rồi cacao nửa ký. Nửa ký cacao 45.000 giùm em. Nửa ký cacao. Cacao này mình có thể làm cà, uống cà phê sữa đá, uống làm sữa Milo hay là mình làm sô-cô-la nha. Mình làm sô-cô-la cũng làm bằng cái cacao này luôn. Bột cacao này luôn 45.000 nửa ký. Rồi cơm cháy khu gà 45.000 một hũ. Một hũ bắp cho dì Tiễn nè. Nè cơm cháy khu gà 45.000 đồng một hũ giùm em. Rồi cái chè dưỡng nhan này thật sự luôn á. Giờ có cái rổ em băm cho mấy chị coi những cái vị của nó nè. Chè dưỡng nhan này hồi sáng giờ em bán nè 50 set rồi. Đây chè dưỡng nhan nè mấy chị. Táo này, rồi xả. Cái bịch đường phèn này không là bao nhiêu rồi mọi người ơi. Rồi đây là có, nói chung là đầy đủ vị trong này, 15 vị trong này. Mấy chị thấy rất là nhiều vị luôn. Bịch đây là bịch to luôn, 39.000 đồng một set. 12 vị. 15 vị em. 15 vị. 12 hả? 12 vị. 39.000 đồng một set nha. Đó, ai lấy thì chốt. Rồi cái này là chuối sấy 45.000 bịch nửa ký. Rồi đưa bịch cơm cháy trở lên luôn, ơi mỏi miệng rồi. Ôi trời ơi, bữa nay ăn gì mà ăn. Lớp ăn bánh tráng mắm ruốc. Lớp thì ăn cơm gì? Cơm gì? Cơm cháy. Rồi xong rồi ăn thịt kho mắm ruốc nữa. Ô là trời, nó khát nước. Bây giờ xuống ăn tôm hùm. À uống sữa đậu nành nữa. Ô chết rồi, chết rồi, 3 tháng chắc mặt tù lù quá. Chết đi, có ai nào mà bì chuối sấy với chị Thoa Ly. Cơm cháy khô gà một hũ với chị Trần Đăng. Mấy chị ơi, có cái này mặc thù lù gì không mấy chị? Chết đi, bán hàng ăn rồi ăn hết cái mặc thù lù quá, nó chết luôn rồi mấy bà. Coi chứ, mặc thù lù giống như bà gì Quỳnh Trần Di Bi đấy. Hồi đó ông nhôm ăn hết cái mặc thù lù vậy thôi. Chết luôn, chồng nó bỏ nó chê. Có nước kiếm chồng cũng được nữa, chết đi luôn. Rồi giá nữa. Rồi đây, chuối đây cái gì nói gì quá đâu. Chuối sấy. Rồi, 45.000 còn gì nữa không, bay lên luôn. À cái này 5.000 một bịch. Cái này là 5.000 một bịch. Cái này là cơm cháy không à. Cái này là em bán lẻ 5.000 một bịch nha mọi người. Ai muốn ăn thì mình lấy cái này ngon. 5.000 bịch. Rồi ok cả nhà mình ơi. Em ớt được chưa mọi người? Trời em vui quá. Em không khó rồi em. Rồi bye bye cả nhà. Mấy chị à, ví dụ như Nguyên Trúc Đơn mình muốn ăn thêm cái món hàng nào ấy à, sữa tắm 95.000 chai nữa nè. Sữa tắm 95.000 chai 800ml giùm em nha mọi người nha. 800ml à, mấy chị nhà mình muốn thơm quá. Ví dụ như mình muốn gì ta, mình muốn ăn thêm me hay là bánh tráng hay là này nọ các thứ gì đó nha, là mấy chị nói nhân viên em bỏ vô thêm. Ok chưa mọi người? Ok chưa? Rồi cả nhà mình ngủ ngon nha, bye bye. Bữa giờ không lâu trong phòng đúng không? Nay lâu lâu đi nha em. Em mới lâu hồi sáng. Ừ. Nè, nhớ mày kỹ lưỡng chăm sóc cái bộ ghế ta. Nó mà con đó gì là mày chỉ cái ngày đầu tiên. Sáng mà lên sớm liền mày đứng dậy lại. Cái ta
mà ra chị chị ra đâu chùa không chị đây chùa đó hơi dặm hơi nói dặm 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 cái lỡ mới không dặm mà nó giờ mà nấu thứ hai sao ai biết tao thưa mày chốt mày ngu quá mày kêu mày đung mày tủ ăn đâu rồi em nghỉ nha mọi người ơi tắt máy lạnh nghỉ cả nhà mình ơi ôi ăn cho hết cơm chế bún bịch cho dì tỉ quên cả không chú ơi chết tiền áo người ta mình uống đây mẹ em nói với rồi chứng nhận để kêu cái chưa quán áo không chú ship đồ rồi ship đồ còn gì chưa like không còn quanh này còn em rồi bye bye cả nhà ngủ ngon nha mọi người nha em nghỉ mọi người bye 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 bye.